Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 136. Chú Hàn đáp, có một ít, nhưng những quyển tốt nhất thì không ở đây, mà là ở trên lầu. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, ta có thể đi lên được không? Chú Hàn chớp mắt, không biết. Diệp Quân nói, vậy chúng ta đi lên thử xem. Chú Hàn đáp, được. Hai người đi lên lầu, vừa tới cửa vào thì một luồng sức mạnh thần bí lập tức chặn hai người lại. Chú Hàn có phần bất đắc dĩ nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người vừa định xuống lầu thì lúc này lại có một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Ông lão mặc một bộ áo xám, lưng hơi gù, trong tay ôm một quyển sách cổ dày cộm. Chú Hàn thấy ông ta thì khẽ cúi đầu, sư bá. Ông lão trước mặt này cũng là một vị đại giáo sĩ tên là Thời Dư, cùng cấp bậc với Tống Uyên, hơn nữa còn học cùng một thầy với Tống Uyên, địa vị của ông ta ở Thánh Đường Bỉ Ngạn cũng vô cùng cao, chỉ là hơi khiêm tốn, hơn nữa không thích giao tiếp với người ngoài, cả ngày chỉ làm tổ ở trong đồ thư điện này. Thời Dư liếc nhìn hai người họ, vào đi. Nói xong, ông ta đi về phía lối vào, màn chắn vô hình đột nhiên biến mất không dấu vết. Tầng 2 chính là một lầu các nhỏ. Giá sách ở bên trong không nhiều, chỉ có 10 giá sách. Sau khi Diệp Quân và chú Hàn bước vào, hai người đều tò mò quan sát xung quanh. Diệp Quân quay đầu nhìn chú Hàn, cô chưa từng vào đây sao? Chú Hàn khẽ mỉm cười, ta từng vào một lần từ rất lâu rồi, nơi này không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào. Chỉ cần tùy ý lấy một quyển sách cổ ở trong đây ra là có thể khiến cho cả Bỉ Ngạn giới gặp trận động đất lớn. Diệp Quân đi tới một giá sách. Hắn đang định đưa tay ra lấy một quyển sách cổ, thì giống như nghĩ đến việc gì đó, hắn bèn dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Thời Dư ở phía xa xa. Thời Dư liếc nhìn hắn một cái, cứ xem đi. Diệp Quân mỉm cười đáp, cảm ơn. Dứt lời, hắn cầm lấy một quyển sách cổ ở trước mặt hắn lên, vừa mở ra xem, một dòng chữ cổ xuất hiện trong tâm mắt hắn, Thánh Quyền Bỉ Ngạn. Oa! Lúc này, chú Hàn đột nhiên đi tới, kinh ngạc nói, đây! Đây chính là Thánh Quyền Bỉ Ngạn mà năm đó vị chân Thánh Thiên Phong có quyền đạo phi phàm sáng tạo ra đây mà. Diệp Quân nhìn chú Hàn đang kinh ngạc ở bên cạnh, chân Thánh Thiên Phong sao? Chú Hàn gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Vị chân Thánh này quyền đạo vô song, vô cùng cường đại. Dứt lời, trong mắt cô ta tràn đầy sự tôn kính và sùng bái. Ở Bỉ Ngạn giới, người có thể trở thành chân Thánh thì chắc chắn là thiên tài muôn thuở. Sau khi Diệp Quân mở quyển Thánh Quyền Bỉ Ngạn ra đọc một hồi, hắn cũng có phần kinh ngạc. Thánh Quyền Bỉ Ngạn này vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt vô song. Một khi dùng trong thực chiến, quyền ý cuồn cuộn vô tận không dứt, đủ để hủy diệt tất cả. Tuy nhiên lại không phù hợp với hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn Thời Dư ở phía xa xa, tiền bối, có quyển sách nào về kiếm đạo không? Thời Dư nhìn hắn, có, nhưng có lẽ nó không thích hợp với ngươi. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Thời Dư bình tĩnh đáp, sợ là ngươi không xứng để học. Diệp Quân sửng sốt. Không xứng để học. Lúc nghe Thời Dư nói vậy, Diệp Quân bỗng ngẩn người, sau đó bật cười hỏi, tại sao? Thời Dư nhìn hắn, kiếm kỹ kia là do chân Thánh Hạo Nhiên sáng tạo ra, chỉ có người có ý chí siêu cấp mạnh mẽ mới có thể học. Từ khi ông ấy sáng tạo ra kiếm kỹ này, Bỉ Ngạn giới chưa có một kiếm tu nào học được. Chân Thánh Hạo Nhiên, chú Hàn ở bên nghe thế thì cả kinh. Diệp Quân nhìn về phía chú Hàn biết hắn không biết nên nhanh chóng giải thích, vị chân Thánh Hạo Nhiên là một kiếm tu của mấy vạn năm trước, ông ta vốn là con riêng nên sống trong gia tộc rất vất vả, mẹ kế của ông ta sợ ông ta uy hiếp đến địa vị con mình nên đã hủy hoại hết đan điền cùng kinh mạch của ông, hai mắt cũng bị dụi lửa cho mù. Nhưng may mắn ngay lúc đó ông ta được vợ mình giúp đỡ mới thoát được một mạng, nhưng từ đó cũng trở thành người tàn phế. Nói đến đây, cô ta khẽ thở dài rồi mới nói tiếp, nhưng không ai ngờ được, ông ta lại ngộ ra được tuyệt thế kiếm đạo trong cuộc đời bể khổ của mình. Thật ra tuy ông ta được người đời gọi là chân thánh, nhưng cảnh giới vẫn chưa thật sự đạt đến mức đó. Có điều sức chiến đấu của ông ta quả thật ngang cơ với chân thánh, cũng là người duy nhất dù chưa đến chân thánh cảnh nhưng không hề thua kém ai ở cảnh giới đó. Ngoài ra ông ta cũng được ca ngợi là kiếm tu huy hoàng cuối cùng của Bỉ Ngạn giới. Sau ông ta, chưa có một kiếm tu nào đạt được đến trình độ đó. Diệp Quân nghe vậy thì khá ngạc nhiên, kiếm đạo của ông ta là gì? Thời Dư ở bên kia đáp, kiếm đạo khổ nan. Diệp Quân nhìn về phía Thời Dư xòe tay ra, một quyển kiếm điển bay vào trong bàn tay ông ta,
Lúc ông ta nhìn quyển kiếm điển thì trong mắt ánh lên một tia phức tạp, từ trong bể khổ tìm được bản ngã, lấy bản ngã chứng kiếm đạo, vậy nên người muốn tu kiếm đạo của ông ấy nhất định phải là người hiểu được thế nào là khổ, thế nào là khó. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân suy nghĩ một chút mới nói, ta cũng không biết bản thân có được xem là vô cùng khổ cực không. Thời Dư nói, vậy ngươi thử đi. Diệp Quân gật đầu, được. Thời Dư xòe tay ra, quyển kiếm điển kia đột nhiên bay đến trước mặt, mà trong khoảnh khắc khi Diệp Quân tiếp được nó thì một luồng kiếm ý mênh mông trào ra từ bên trong, thoát cái đã bao trùm lấy hắn, chỉ trong chớp mắt, hắn như bị hàng vạn ngọn núi đè ép, không tài nào thở được. Diệp Quân kinh hãi trong lòng, vội vàng tỏa kiếm ý trật tự của mình ra để chống lại, nhưng cho dù có kiếm ý trật tự giúp đỡ thì hắn vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, luồng kiếm ý ẩn bên trong kiếm điển này tựa như dòng lũ ảo ạt không ngừng xối về phía hắn, vô cùng vô tận. Thời Dư ở bên yên lặng nhìn Diệp Quân, chú Hàn thì tỏ vẻ hiếu kỳ. Tuy cô ta đang đứng cùng một chỗ với Diệp Quân, nhưng cô ta lại không hề cảm nhận được bất kỳ tia kiếm ý nào. Luồng kiếm ý kia chỉ nhắm vào một mình Diệp Quân. Diệp Quân đứng tại chỗ, ánh mắt âm trầm, hai tay siết chặt, kiếm ý trật tự của hắn vẫn đang gắng gượng chống lại luồng kiếm ý thần bí kia. Kiếm ý thần bí kia tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Cứ thế, sau một hồi giằng co, bỗng, những kiếm ý kia tựa thủy triều ồ ạt rút nước. Diệp Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, bên trong quyển kiếm điển bỗng nổ ra một luồng kiếm quang lấp lánh, chưa đợi Diệp Quân phản ứng lại, kiếm quang kia đã bao trùm lấy hắn, chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở một vùng vũ trụ mênh mông bạt ngàn. Diệp Quân nghi ngờ nhìn xung quanh, bỗng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách mình mấy trăm trượng, ở đó có một người đàn ông mặc áo bào băng vải bố, đang đứng quay lưng về phía hắn. Diệp Quân thi lễ, xin chào tiền bối. Người đàn ông chậm rãi quay người lại, nhìn bên ngoài thì thoạt chừng 30 tuổi, dáng vẻ thanh thoát, nhưng trên đôi mắt có một miếng vải bố che ngang lại. Là Hạo Nhiên, là kiếm tu mạnh nhất trong lịch sử nền văn minh Bỉ Ngạn. Hạo Nhiên không nói gì. Mặc dù đối phương đang che mắt bằng vải bố, nhưng Diệp Quân có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình. Hạo Nhiên đột nhiên cười nói, đã nhiều năm trôi qua, ngươi là người đầu tiên tới được chỗ này. Diệp Quân nói, xin tiền bối chỉ giáo. Dứt lời, hắn đè tay trái lên kiếm thanh huyền, thủ thế chờ đợi. Thấy vậy, Hạo Nhiên thoáng nghiêng người, sau đó cười nói, thú vị, thú vị. Ông ta không ngờ hậu bối trước mặt này lại muốn khiêu chiến với mình. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên ở trước mặt, lặp lại, xin tiền bối chỉ giáo. Hạo Nhiên cười nói, được, ngươi cứ xuất kiếm đi. Diệp Quân bước lên trước một bước, bỗng chốc, người kiếm đã hợp nhất bắn thẳng về phía Hạo Nhiên. Đối mặt với kiếm tu mạnh nhất lịch sử nền văn minh Bỉ Ngạn này, tất nhiên hắn không hề dám xem thường, vừa tung chiêu đã là nhất kiếm quyết sinh tử, gia tăng kiếm thế của bản thân đế cực hạn. Chiêu kiếm này vừa tung ra, vũ trụ tỉnh Hà lập tức trở nên mờ ảo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nó căn bản không chịu nổi sức mạnh của chiêu kiếm này. Đối mặt với kiếm thế đó, Hạo Nhiên chỉ cười khẽ một cái, sau đó lấy ngón tay làm kiếm, khẽ điểm về phía trước. Chiêu kiếm của Diệp Quân bị khống chế dừng lại ngay tại chỗ, ngay sau đó, kiếm ý trật tự của hắn lập tức bị đánh nát, bắn ra tán loạn. Diệp Quân đứng sững tại chỗ, Hạo Nhiên liếc mắt nhìn những kiếm ý chỉ bị phá nát những không biến mất của Diệp Quân, mỉm cười nói, đạo trật tự. Nói đoạn, ông ta quay sang nhìn Diệp Quân, hơi kinh ngạc, ngươi không phải người của Bỉ Ngạn giới. Diệp Quân gật đầu, thẳng thắn đáp, ta không phải người của Bỉ Ngạn giới mà là đến từ một vũ trụ khác. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, tất nhiên hắn sẽ không giở trò khôn vặt gì, bởi vì như thế là tự rước lấy nhục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạo Nhiên gật gật đầu, người trở về đi. Diệp Quân nói, ta không xứng học kiếm đạo của tiền bối sao? Hạo Nhiên cười đáp, ta không có ý đó, chỉ là kiếm đạo của ngươi đã hình thành rồi, không cần thiết phải đi học thêm kiếm đạo của người khác nữa. Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại. Diệp Quân vội hỏi, sao vậy ạ? Hạo Nhiên khẽ nói, ngươi là kiếm đạo trật tự, đã là trật tự thì tất nhiên là bao hàm tất cả, so với khổ nan. Diệp Quân gật gật đầu, kiếm đạo của tiền bối vô song, ta cũng muốn tìm hiểu cẩn thận về kiếm đạo của tiền bối một phen. Không thể không nói, hắn vẫn cảm thấy rất khiếp đảm,
mặc dù đối phương không hề tiêu diệt kiếm ý trật tự của hắn, nhưng ông ta chỉ điểm nhẹ một cái là đã có thể đánh nát được kiếm ý cực hạn của hắn. Phải biết rằng, vị trước mắt đây còn chưa phải bản thể lúc này đây, hắn mới phát hiện hình như bản thân có chút xem. Thường cường giả cấp bậc chân thánh của Bỉ Ngạn giới. Hạo Nhiên im lặng một lúc rồi nói, ngươi chưa trải qua khổ cực, khó lòng học được kiếm đạo của ta. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối, ta đã trải qua khổ. Cực, Hạo Nhiên cười nói, vậy ngươi kể cho ta nghe đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó kể lại từ đầu đến cuối hành trình gian nan của mình. Nghe Diệp Quân nói xong, Hạo Nhiên lại rơi vào yên lặng một lúc lâu. Diệp Quân khẽ gọi, tiền bối. Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, đó mà là cực khổ à. Người rõ ràng là thiếu gia đang chờ kế thừa gia nghiệp, sau đó xưng bá vũ trụ. Nói đến đây, ông ta dừng lại. Diệp Quân, tiểu tháp. Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, thế này đi, nếu ngươi đã bằng lòng bỏ chút thời gian ra để trải nghiệm thử sự khổ cực và khó khăn ta từng phải chịu, lúc đó ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì cố gắng, vậy ta sẽ lấy kiếm đạo của mình. Tuân theo trật tự của ngươi. Hả? Diệp Quân xứng người, tuân theo trật tự của ta. Hạo Nhiên gật gật đầu, ừ. Diệp Quân hơi nghi ngờ tại sao? Hắn không thể tin được vị cường giả kiếm tu chân thánh trước mắt này lại bằng lòng tuân theo trật tự của mình, nếu vậy kiếm đạo trật tự của hắn sẽ biến hóa như thế nào chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đãi. Trước mắt là kiếm tu đó. Diệp Quân vui đến lức lâng lâng tại chỗ. Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nếu truyền kiếm đạo lại cho ngươi thì ngươi cũng xem như là đệ tử của ta, đã là đệ tử thì có nghĩa là người nhà, đã là người nhà thì ta tuân theo trật tự của ngươi cũng là chuyện rất bình thường thôi mà. Diệp Quân đột nhiên có một cảm giác rất quen thuộc, là cảm giác đang lừa người vào hối. Diệp Quân do dự một lúc rồi hỏi, tiền bối, có phải là cần điều kiện gì khác không? Hạo Nhiên gật gật đầu, có một điều kiện nho nhỏ. Diệp Quân nhìn Hạo Nhiên, không nói lời nào. Hạo Nhiên mỉm cười nói, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện cực kỳ nhỏ mà thôi. Diệp Quân hỏi, là chuyện gì? Hạo Nhiên lắc đầu, tạm thời không thể nói cho ngươi được, nếu sau này chúng ta vẫn hữu duyên gặp lại thì ta sẽ nói hết cho ngươi nghe. Còn nếu vô duyên, không thể gặp lại thì việc nhỏ đó không cần ngươi làm nữa, ngươi thấy thế nào? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, tiền bối, nếu ta hoàn thành được khổ và khó mà ông nói đến, ông sẽ tuân theo trật tự của ta đúng không? Vậy đó là bản tôn tuân theo, hay là phân thân tuân theo? Hạo Nhiên cười nói, tất nhiên là bản tôn rồi. Diệp Quân trầm mặc, rất hấp dẫn. Nếu vị tiền bối trước mắt này tuân theo trật tự của hắn thì hắn sẽ một bước lên mây ngay, thậm chí hắn cảm giác mình còn có thể đánh một trận với Phạm Chiêu Đế, có thể vẫn đánh không lại, nhưng hắn đã có tự tin đánh một trận. Kiếm tu mạnh nhất trong nền văn minh vũ trụ Bỉ Ngạn. Hơn nữa hắn còn có thể học tập kiếm đạo của đối phương, đối với hắn mà nói, đây là một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Hạo Nhiên đột nhiên cười hỏi, ngươi không lo ta đang đào hố chôn ngươi à? Diệp Quân vội nói lại, không, tiền bối không phải loại người như vậy. Đúng không? Hạo Nhiên vẫn cười, ngươi và ta đều là kiếm tu, làm việc tất nhiên đều phải quang minh chính đại, cây ngây không sợ chết đứng, há có thể làm những việc như gài bẫy người khác, đúng không? Diệp Quân im lặng một chốc, sao câu thoại này nghe quen ghê? Hạo Nhiên hỏi, sao rồi? Diệp Quân suy nghĩ thêm một chốc rồi hỏi ở trong lòng, ra, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tháp nói, đây là chuyện tốt, không phải ông ta đã nói rõ rồi à? Nếu như không gặp lại thì ngươi không cần lo phần nhân tình này nữa, còn nếu gặp lại, ta nghĩ ngươi vẫn sẽ giúp được người ta thôi. Diệp Quân gật gật đầu, nghe Tháp ra hết. Tiểu Tháp nói, mẹ kiếp, tại sao ta cảm giác ngươi đang có ý định quỷ quái gì đấy nhỉ? Ngươi có thể đừng không dưng lại nhảy ra làm chuyện hãm hại ta được không? Diệp Quân không để ý tới Tháp gia nữa mà nhìn Hạo Nhiên nói, tiền bối, ta đồng ý. Hạo Nhiên gật gật đầu, tiếp theo sẽ hơi tốn thời gian của ngươi một chút, nói trước nhé, sắp tới có lẽ sẽ có chút khó khăn đấy, ngươi nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Diệp Quân cười nói, tiền bối yên tâm, đời ta đã trải qua không ít khổ cay, khổ cực bình thường chỉ là chuyện nhỏ với ta thôi. Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, được. Nói rồi, ông ta đột nhiên mở tay ra, một chiếc ấn to bằng lòng bàn tay chợt xuất hiện, Diệp Quân có chút ngạc nhiên, đang định hỏi gì đó, nhưng một khắc sau hắn đã thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đấy, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ.
Sau khi Diệp Quân biến mất, Hạo Nhiên đột nhiên khẽ cười nói, tuổi trẻ tốt thật. Lúc này, phía sau ông ta đột nhiên truyền đến một giọng nói yếu ớt, rất ít người được ngươi xem vào mắt, thiếu niên kia chắc hẳn rất ưu tú. Rất ưu tú. Hạo Nhiên cười nói, nhìn thấy cậu ta cảm thấy thế giới này vẫn có hy vọng. Giọng nói kia lại tiếp tục, ngươi làm thế là thật sự muốn cho cậu ta trải nghiệm bể khổ. Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, nói không, trước giờ ta vẫn luôn có một khúc mắc, rằng nếu để những thiên tài và yêu nghiệt chân chính trong đất trời này đến trải qua bể khổ của ta một lần, vậy thì bọn họ có thể càng tốt hơn ta hiện giờ không? Đáng tiếc, qua nhiều năm rồi vẫn không có thiên tài kiếm đạo nào có thể lọt vào mắt ta, bây giờ vất vả lắm mới gặp được một người, tất nhiên là phải thử nghiệm một phen. Giọng nói kia, thiếu niên kia rất khá, người đừng để hắn khổ quá. Hạo Nhiên cười nói, ta đang quan sát đây. Trong đồ thư điện, trong mắt Thời Dư bỗng ánh lên một tia phức tạp, hắn được chọn rồi. Chú Hàn kinh ngạc nói, được chân thánh Hạo Nhiên chọn. Thời Dư gật gật đầu, ừ. Chú Hàn liếc mắt nhìn Thời Dư, sư bá, chẳng lẽ người thấy tiếc sao? Thời Dư liếc mắt nhìn chú Hàn cười hì hì rồi xoay người bỏ chạy. Thật ra có rất ít người biết Thời Dư trước mắt này cũng là một kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu mạnh nhất Bỉ Ngạn giới hiện nay. Mục tiêu của ông ta là chân thánh Hạo Nhiên, nhưng cũng tiếc là chân thánh Hạo Nhiên chưa bao giờ chọn ông ta. Đợi đã! Ngay lúc chú Hàn định chạy ra ngoài, Thời Dư đột nhiên lên tiếng. Chú Hàn vừa dừng lại, một quyển sách cổ đã bay đến trước mặt cô ta, chú Hàn xoay người nhìn Thời Dư, ngạc nhiên hỏi, sư bá, như vậy không hợp quy củ đâu. Thời Dư bình tĩnh nói, ta sẽ tính lên đầu thằng nhóc ban nấy, nếu bọn họ truy cứu thì chỉ có thể truy ra hắn. Chú Hàn. Khi Diệp Quân tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một gian nhà tranh, bốn phía đen kịt, lạnh thấu xương. Diệp Quân khế nhíu mày, đang định đứng dậy xem sao, nhưng một chốc sau, hắn đã ngẩn người. Bây giờ hắn không thể khống chế được cơ thể của mình. Không đúng. Diệp Quân vội vàng kiểm tra lại một lượt. Bây giờ hắn đang ở trong cơ thể của một thiếu niên xa lạ, ý thức của hắn cắm sâu trong tiềm thức của thiếu niên, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên này, nhưng thiếu niên lại không cảm nhận được hắn, không chỉ thế, hắn còn có thể cảm giác được tất cả cảm giác của thiếu niên này. Xảy ra chuyện gì? Diệp Quân vô cùng nghi hoặc. Chẳng mấy chốc, hắn đã bình tĩnh lại. Hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị thiếu niên trước mắt này chắc hẳn chính là tiền bối Hạo Nhiên. Tiền bối Hạo Nhiên muốn để hắn trải qua bể khổ của mình một lần sao? Hắn cẩn thận kiểm tra một lượt thì mới phát hiện, lúc này đây ý thức của thiếu niên đã bị phong ấn, có thể nói, bây giờ hắn chính là thiếu niên này. Tháp Sa vẫn ở đây. Thế nhưng hắn không còn tu vi nào cả. Diệp Quân đột nhiên ngồi dậy, nhưng một khắc sau, trên người hắn đã truyền đến một cơn đau nhức tê tâm liệt phế, hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện bản thân hắn đâu đâu cũng là vết thương. Mẹ kiếp, hắn vừa bị đánh một trận như tử. Nhớ đến lời khi trước chú Hàn nói tiền bối Hạo Nhiên khi xưa đã trải qua cuộc sống bi thảm đến chừng nào, hắn lập tức vã mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, đan điền bị phế luôn rồi. Hai mắt thì mù. Diệp Quân vội xốc lại tinh thần cho bản thân, không được, mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu tiêu hóa ký ức của thiếu niên. Trong ký ức của thiếu niên, hắn biết được thiếu niên là Hạo Nhiên, lúc 11 tuổi mẫu thân đột nhiên bị nổ chết, tộc trưởng Hạo tộc là Hạo Nguyên, cũng chính là phụ thân của hắn một lần nữa tái giá, thế là bắt đầu từ đó, vận mệnh bi kịch của hắn bắt đầu. Bởi vì Hạo Nhiên cho rằng cái chết của mẫu thân chính là do mẹ kế gây ra, nên hắn không ngừng phản đối phụ thân, cũng không ngừng tra hỏi mẹ kế của mình, cũng vì hắn suốt ngày ăn nói lung tung nên khiến phụ thân ngày càng bất mãn, còn mẹ kế thì xem hắn là cái gai trong mắt, cây đỉnh trong lòng. Khi hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt Diệp Quân châm xuống. Tiền bối Hạo Nhiên quá đáng thật sự. Hắn bị đánh đập, bị giam vào ngục tối, đều là vì hắn dám vũ nhục mẹ kế trước mặt mọi người, chọc giận cha mình. Mà mẹ kế của hắn không hề làm gì, ngược lại còn bảo vệ hắn, mà mẹ kế càng ra sức bảo vệ thì hắn lại càng bị đánh thảm. Xem đến đoạn ký ức này, sắc mặt Diệp Quân tối đi, bà mẹ kế này cũng chả phải người hiền lành gì. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt có rất nhiều tiếng bước chân. Diệp Quân vội vàng thu lại suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn thì thấy cửa mở ra, một người phụ nữ xuất hiện, người đó mặc một bộ cung trang tinh tế phức tạp,
diện mạo dù không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng thuộc hàng xinh đẹp, môi hơi mỏng, xem ra có chút cay nghiệt. Phía sau người phụ nữ còn có một đám hạ nhân, rất nhiều, phải đến 13 người. Trong tay bà ta đang cầm theo một chiếc hộp cơm. Trong ký ức của thiếu niên, Diệp Quân biết được người phụ nữ này chính là mẹ kế của tiền bối Hạo Nhiên, tên là Chu Nghiên, nhà ngoại cũng là một đại tộc không kém gì Hạo tộc. Người phụ nữ cầm theo hộp cơm đi vào, gương mặt bà ta vừa hiền lành vừa ân cần, bà ta đến cạnh Diệp Quân, Nhiên Nhi đói bụng không? Nào, Di Nương đem cơm canh đến cho con. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt làm bộ làm tịch, chỉ yên lặng không nói gì. Người phụ nữ này không chỉ độc ác bình thường thôi đâu. Nếu là tiền bối Hạo Nhiên lúc trước thì chắc chắn đã đá văng hộp cơm này đi rồi, hơn nữa còn sẽ rủa xã người phụ nữ trước mặt này một trận, sau đó chuyện này nhất định sẽ truyền đến tai Hạo Nguyên, tiếp đó là có thể tưởng tượng được kết cục của tiền bối Hạo Nhiên. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, hắn yên lặng nhìn hộp cơm trong tay Chu Nghiên, sau khi ăn hơi miếng thì đột nhiên cúi đầu, bắt đầu bật khóc. Cảnh tượng này làm Chu Nghiên thấy mà sững sờ. Thấy Diệp Quân yên lặng ăn cơm, yên lặng bật khóc. Chu Nghiên chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, bà ta do dự một lúc rồi hỏi, Nhiên Nhi, con làm sao thế? Diệp Quân và một vài đũa cơm lớn xong rồi mới nói, Di Nương đối xử với con như con ruột, nhưng con lại nhiều lần nhục mạ Di Nương, con. Nói rồi, hắn nhào vào trong lòng người phụ nữ, khóc không thành tiếng, con thật sự là tội đáng chết. Động tác này của Diệp Quân làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thiếu gia bị làm sao thế? Sao tự dưng như thể biến thành người khác vậy? Chu Nghiên cũng thấy mà sững người, bà ta cũng không ngờ tên nghiệt chủng trước mắt này lại chơi chiêu như thế, làm loạn hết kế hoạch của bà ta. Nhìn thấy Diệp Quân đang không ngừng khóc lóc trong lòng mình, trong mắt bà ta ánh lên tia căm ghét, nhưng bởi vì từ trước đến nay bà ta luôn diễn vai mẹ kế tốt, nên không thể đẩy Diệp Quân ra ngay được, không chỉ không thể buông lời cay nghiệt với Diệp Quân, mà còn phải làm tròn vai, mẹ hiền. Bà ta nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Quân rồi dịu dàng nói, biết sai là được rồi. Thấy thế, các hạ nhân ở bên ngoài đều há hốc mồm. Thiếu gia mà lại nhận sêu. Từ trước đến giờ vị thiếu gia này cứng đầu vô cùng, dù có suýt bị đánh chết cũng chưa từng chịu cúi đầu, mà bây giờ lại nhận sai một cách thảm thiết như thế, ai cũng bất ngờ. Nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt, bởi vì phu nhân đã bỏ ra biết bao tâm huyết cho thiếu gia. Từ khi chủ mẫu này lên làm chính thất, bà không chỉ đối xử với hạ nhân vô cùng tốt, mà cũng rất sẵn lòng yêu thương vị thiếu gia ngỗ nghịch khó chịu này. Nhưng thiếu gia ngày nào cũng chống đối bà ta, chuyện này khiến bọn họ thấy tức giận thay cho bà ta, cũng xem thiếu gia là thứ vô ơn. Nhưng bây giờ, thiếu gia lại nhận sêu. Xem ra là do thiện ý từ trước đến giờ của phu nhân đã cảm hóa được hắn. Rốt cuộc thiếu gia cũng giác ngộ. Rốt cuộc hắn cũng biết được phu nhân tốt thế nào. Chúng ta đi báo cho tộc trưởng đi. Nghe đám hạ nhân đua nhau nói chuyện, sắc mặt của Chu Nghiên dần xa xăm, bà ta vốn đã tính toán kế hoạch phế bỏ hoàn toàn thằng con hoang trước mặt này một cách cặn kẽ, nhưng bà ta không ngờ rằng thằng con hoang này lại làm trò quỷ quái, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bà ta. Nhìn Diệp Quân đang khóc lóc trước mắt, ánh mắt Chu Nghiên dần trở nên lạnh lẽo, trực giác nói cho bà ta biết có gì đó không đúng. Bởi vì thiếu niên trước mặt này thay đổi quá đột ngột, cũng quá khác biệt. Chẳng lẽ muốn dùng trò này để bảo vệ bản thân? Nghĩ tới đây, trong mắt Chu Nghiên chợt lộ ra sát ý, tất nhiên bà ta tò mò nhiều hơn, không biết thứ nghịch chủng ngu xuẩn không có đầu óc này sao lại đột nhiên giác ngộ. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến những tiếng bước chân nặng nề. Chu Nghiên đột nhiên ôm lấy Diệp Quân, dịu dàng nói, biết sai là tốt, chúng ta đều là người một nhà. Sau này sống hòa thuận với nhau nhé, đừng làm khó người cha đang phải trưởng quản cả một gia tộc của con nữa, ông ấy cũng không dễ dàng gì, chúng ta là người thân thì phải biết chia sẻ với ông ấy. Người trung niên vừa bước vào thì đã nghe được câu này, ông ta nhìn Chu Nghiên, trong mắt ánh lên vẻ ôn hòa, sau đó ông ta nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Quân, nhìn thấy con mình, sắc mặt ông ta lại trở nên âm trầm. Diệp Quân biết người trước mặt này là tộc trưởng Hạo tộc, Hạo Nguyên. Giờ hắn có thể giữ được mạng nhỏ của mình hay không thì phải dựa vào người trước mắt này. Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn xuống Diệp Quân, biết sai chưa? Diệp Quân gật gật đầu, lúc trước con bị người ta che mắt, bảo Di Nương là hung thủ hại mẹ mình, tất cả đều là do con sai, vì còn nhỏ tuổi nên không phân được người tốt kẻ xấu,
hiểu lầm Di Nương, con thật sự là tội đáng muôn chết. Người đàn ông trung niên nghe được điểm mấu chốt thì liền híp hai mắt lại, là ai nói cho con nghe Di Nương là hung thủ hại chết mẹ. Diệp Quân ra vẻ muốn nói lại thôi. Người đàn ông trung niên nhìn hắn, con cứ nói ra, ta sẽ không trách phạt. Diệp Quân lắc đầu nguẩy nguẩy, tất cả là lỗi của con, cha cứ phạt con đi. Ngu xuẩn, người đàn ông trung niên cả giận nói, người ta muốn hại chết con mà con còn muốn bảo vệ, con muốn chọc ta tức chết à? Diệp Quân có chút mờ mịt nói, không đâu, cố quản sự sẽ không hại con. Cố quản sự chính là quản gia luôn đánh đập hắn trước kia, sau khi Chu Nghiên đến thì hoàn toàn đầu quân cho bà ta. Thường để ý ánh mắt của Chu Nghiên rồi mới làm việc. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt Chu Nghiên lập tức thay đổi hoàn toàn, bà ta định lên tiếng thì. Tên súc sinh này, Hạo Nguyên giận tím mặt, xoay người rời đi. Trong tinh không, Hạo Nhiên nhìn một màn diễn ra ở phía dưới, ông ta trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, đây là con cái nhà ai thế, sao tâm cơ quá vậy? Sau khi Hạo Nguyên rời đi, Chu Nghiên nhìn Diệp Quân với cặp mắt như bắn ra lưỡi kiếm, mà Diệp Quân thì lại cúi đầu, không đối diện với bà ta. Hắn biết rõ tình hình của bản thân bây giờ, hắn căn bản không có năng lực để chống lại người phụ nữ trước mắt này, bây giờ chỉ có thể chịu lép vế thôi. Chu Nghiên nhìn Diệp Quân đang làm bộ nhu nhược trước mặt, ánh mắt đã lạnh tựa hầm băng. Giả bộ. Trực giác nói cho bà ta biết, nghiệt chủng này đang giả vờ yếu thế mà thôi. Nhưng khiến bà ta nghỉ hoặc là tại sao nghiệt chủng này lại đột nhiên học được làm mấy trò này. Chẳng mấy chốc, trong Hạo tộc đã truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của cố quản sự. Bị thằng tay giết chết, xúi dục thiếu chủ, bịa đặt thị phi, ly gián cha con, sao Hạo Nguyên có thể chịu được. Chẳng mấy chốc, Hạo Nguyên đã xuất hiện lại trước mặt Diệp Quân và Chu Nghiên, trên mặt ông ta như được bao bởi một làn sương lạnh, trên người còn mang theo cả sát khí, mọi người xung quanh đều không dám nói gì. Lúc nhìn về phía Diệp Quân, sự lạnh lùng trong ánh mắt Hạo Nguyên đã bớt đi không ít, ông ta đi tới đỡ con mình đứng lên, mẹ con vừa mất, ta lại bận rộn chuyện trong tộc, không ngờ lại có hạ nhân dám ba hoa đặt điều với con, làm ly gián tình cha con của chúng ta, tất cả là do ta sơ suất. Diệp Quân vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ đau khổ, là lỗi của con, là do con bồng bột, không nhìn ra được là ai tốt ai xấu, vậy nên mới nghe lời người ta gièm pha, hiểu lầm Di Nương, cũng làm khó cha. Thấy Diệp Quân nhận sai, sự lạnh lùng trong mắt Hạo Nguyên đã tan biến đi hết, thay vào đó là ôn hào dịu dàng, ông A võ nhẹ lên vai Diệp Quân, đầu là do con cẩu họ Cố kia, kể từ hôm nay người một nhà chúng ta phải hòa thuận vui vẻ đấy. Nói rồi, ông ta nhìn về phía Chu Nghiên, Chu Nghiên nắm lấy tay ông ta, vẻ mặt dịu dàng, tất nhiên rồi. Diệp Quân đột nhiên nói, đau. Hạo Nguyên vội bảo, người đâu, mau chữa thương cho thiếu rồ. Chẳng mấy chốc đã có người đến dẫn Diệp Quân đi. Lúc Diệp Quân rời đi còn nhìn sang Chu Nghiên một cái, Chu Nghiên thì vẫn luôn nhìn hắn, khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Chu Nghiên chỉ toàn sự dịu dàng và xót xa. Diệp Quân cười mỉm, sau đó rời mắt đi. Sau khi Diệp Quân được dẫn đi, ánh mắt của Chu Nghiên mới dần trở nên lạnh lẽo. Lúc này đây, bà ta chính thức cảm nhận được sự uy hiếp. Chỉ là một tên thiếu gia không não, muốn chơi chết hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bà ta không ngờ rằng tên nghiệt chủng này lại đột nhiên giác ngộ. Học được cách khôn ngoan rồi. Phải chết. Nhất định phải chết. Diệp Quân nằm trên giường, lúc này hắn đã được cho ăn đan dược, trên người cũng được xoa đầy thuốc nước. Thân thể đang khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Diệp Quân khép hờ hai mắt, hắn đang phân tích hoàn cảnh của bản thân hiện tại, Hạo tộc này thật ra cũng không phải tộc lớn gì, chỉ có thể xem là một tộc nhỏ, thực lực tổng hợp còn không sánh được với nhà họ Diệp ở thành hoang cổ khi trước. Sau khi biết thực lực cụ thể của gia tộc này, hắn cũng đã có dự tính riêng. Hắn bắt đầu tu luyện. Mà khi hắn bắt đầu tu luyện thì mới bắt đầu nổi lòng tôn kính với vị tiền bối Hạo Nhiên kia. Bởi vì thiên phú của cơ thể gốc của tiền bối Hạo Nhiên thật sự không khả quan lắm. Thiên phú như vậy cộng với hoàn cảnh sống như kia mà ngày sau vẫn có thể đạt được đến đỉnh cao kiếm đạo, đúng là rất đáng gờm, có thể tưởng tượng được vị tiền bối Hạo Nhiên này chắc hẳn đã ăn vô số trái đắng mà người thường không thể chịu được. Tuy thiên phú của tiền bối Hạo Nhiên không tốt, nhưng với hắn mà nói đây cũng không phải chuyện gì to tát. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tu luyện qua loa thôi cũng đủ để vô địch ở thế giới này. Diệp Quân nằm lì ở trên giường, bắt đầu tu luyện vũ trụ quan huyên pháp.
Linh khí đất trời nơi đây dày đặc, bởi vậy không đến bao lâu sau, trong thân thể của hắn đã chứa đựng không ít linh khí, mà cùng lúc đó, các vết thương cũng đang khép miệng nhanh chóng. Không thể không nói, cơ thể này ban đầu bị thương thật sự khá nặng, gân cốt suýt nữa đã bị chặt đứt, cũng may hắn có luyện thể tu, nếu không thân thể này e là đã không thể hồi phục trong vòng mấy tháng tới. Đúng là thật sự quá thảm. Qua một đêm được linh khí tẩm bổ cơ thể, nội thương đã khôi phục được 7-8 phần, không chỉ thế, hắn còn tích trữ không ít linh khí trong người, có những linh khí này thì hắn sẽ làm được rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ bước vào, là Chu Nghiên. Chu Nghiên bưng một hộp thuốc trong tay. Sau khi đi vào, bà ta đến cạnh Diệp Quân rồi đặt hộp thuốc xuống. Ra vẻ quan tâm nói, Nhiên Nhi đã khá hơn chút nào chưa? Diệp Quân chậm rãi ngồi dậy, cười đáp, nơi này không có ai cả, không cần phải diễn. Nụ cười trên mặt Chu Nghiên dần biến mất, bà ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói lời nào. Diệp Quân bình tĩnh nói, muốn đánh chết ta đúng không? Chu Nghiên nói, quả nhiên là ngươi đang giả bộ. Diệp Quân cười nói, chúng ta giống nhau cả mà. Chu Nghiên nhìn chằm chằm hắn. Bỗng bà ta bật cười, người nghĩ người giả ngu như vậy là có thể sống được. Ta nói cho người biết, ta có hàng trăm cách để giết ngươi. Diệp Quân lạnh nhạt nói, bây giờ bà ra tay với ta thì xử lý phía bên cha ta thế nào? Khóe miệng Chu Nghiên hơi cong lên, ai bảo là ta sẽ giết ngươi? Diệp Quân khế nhíu mày. Lúc này, Chu Nghiên đột nhiên xé cổ áo của mình, lộ ra mảng da thịt trắng toát ở bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Quân bỗng sững người, bà dám chơi như vậy à? Chu Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, nếu để phụ thân ngươi biết ngươi dám động tay động chân với ta, ngươi biết ăn nói thế nào? Người hạo tộc sẽ nghĩ thế nào? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, vậy bà cởi đi. Chu Nghiên híp mắt lại. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào ngực bà ta, cởi đi. Cởi nhiều hơn đi. Sắc mặt Chu Nghiên đột nhiên trở nên hơi khó coi. Diệp Quân đột nhiên sấn tới lột phăng quần áo của bà ta xuống, trong chớp mắt, toàn thân bà ta đã lộ ra. Á ị một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng. Không phải là của Chu Nghiên, mà là của Diệp Quân, chỉ thấy hắn dướn cổ lên hét thất thanh. Tiếng kêu lập tức đánh thức hạ nhân ở sát vách, chẳng mấy chốc đã có người lao vào, khi thấy tình cảnh trước mắt thì ai nấy đều sững người. Chu Nghiên cũng sững sốt, không khí chợt lắng đọng lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, Chu Nghiên đã vội vã kéo lại quần áo của mình, bà ta sợ hãi nhìn Diệp Quân, sao? Sao con có thể làm vậy với Di Nương? Con! Nói xong, bà ta lập tức ôm mặt bật khóc. Xung quanh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Quân. Mà lúc này, Hạo Nguyên cũng đã xông vào, Chu Nghiên vội vàng lao vào lồng ngực của ông ta, khóc không thành tiếng, thiếp thấy thương thế của Nhiên Nhi nghiêm trọng quá nên hôm nay muốn đến thăm xem, nhưng không ngờ rằng hắn đột nhiên bộc lộ thú tính. Xé rách quần áo của thiếp. Vừa nói xong, tất cả mọi người ở xung quanh đều nháo nhào lên. Hạo Nguyên cũng giận tím mắt, ông ta căm tức nhìn Diệp Quân ở trên giường, nghịch tử, lão phu đánh chết ngươi. Nói xong, ông ta nhanh chân xông tới, định đánh chết Diệp Quân thật. Diệp Quân lại đột nhiên nói, lời của Di Nương nói mâu thuẫn quá không? Thân thể ta bị trọng thương, sao có thể làm sang bậy với Di Nương? Cho dù ta có lòng thì cũng không có. Sức, Hạo Nguyên chợt khựng lại, đúng vậy, bây giờ Hạo Nhiên đang mang trọng thương, sao có thể âm mưu gây rối được. Nghĩ tới đây, Hạo Nguyên đã hít thở để bình tĩnh lại, ông ta quay đầu nhìn về phía Chu Nghiên, đã xảy ra chuyện gì. Chu Nghiên suy nghĩ nhanh một lượt, đang định lên tiếng thì Diệp Quân đã ho khù khụ, làm ra bộ dạng có muốn bỏ cũng không bỏ nổi. Thấy Diệp Quân như thế, sắc mặt Hạo Nguyên lập tức trở nên âm trầm. Tình trạng như thế thì sao có thể đi làm sằng bậy với người khác? Lẽ nào? Cũng không biết là nghĩ đến điều gì, sắc mặt Hạo Nguyên dần trở nên càng lúc càng khó coi. Diệp Quân nằm ở trên giường nói tiếp, Di Nương vừa đi vào thì con vẫn còn đang hôn mê, Di Nương chợt đánh thức con. Lúc con mở mắt ra thì đã thấy bà ấy cởi quần áo, con bị kinh sợ nên hét to lên, con cũng không biết tại sao bà ấy phải như vậy. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên âm u, nếu Di Nương vẫn chưa tha lỗi cho con thì con rời khỏi hạo tộc là được, cần gì phải làm đến vậy. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên kỳ lạ. Còn vẻ mặt của Hạo Nguyên thì khỏi nói, vô cùng khó coi.
Chu Nghiên không ngờ Diệp Quân lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, sắc mặt cũng thoát cái trở nên tái nhợt, bà ta đang định nói chuyện thì Hạo Nguyên đột nhiên cả giận gần lên, tất cả lui ra. Những hạ nhân kia vội vàng lui đi. Hạo Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Nghiên, người cũng lui ra. Sắc mặt Chu Nghiên lập tức thay đổi, chàng. Bà ta còn định nói gì tiếp nhưng Hạo Nguyên đã quắc mắt trừng lên, khiến bà ta cả kinh, không dám nói gì nữa, chỉ biết xoay người rời đi, chỉ là lúc sắp rời khỏi, bà ta có quay lại liếc Diệp Quân một cái. Trong điện chỉ còn lại Diệp Quân và Hạo Nguyên. Hạo Nguyên nhìn Diệp Quân một lúc, trong mắt ánh lên tia phức tạp, ông ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt. Diệp Quân liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, cũng không lên tiếng trước. Hạo Nguyên đột nhiên nói, ta sẽ cho người đưa con ra khỏi thành. Diệp Quân hỏi, bây giờ cha đã biết mẫu thân chết thế nào rồi, đúng không? Hạo Nguyên vô cảm đáp, những chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là nàng đã chết. Diệp Quân nhìn chằm chằm Hạo Nguyên, gia tộc đứng sau người phụ nữ kia rất mạnh, Hạo tộc cần phải dựa dẫm vào bọn họ đúng không? Hạo Nguyên có chút khiếp sợ nhìn Diệp Quân, con. Diệp Quân vỗ tay một cái, sau đó chậm rãi xuống giường. Hắn đi ra ngoài, mở cửa phòng là thấy Chu Nghiên đang đứng trong sân, xung quanh đều là người Hạo tộc. Chu Nghiên nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt đã không còn ngụy trang như trước nữa. Diệp Quân đi tới trước mặt Chu Nghiên, hỏi, mẹ ta là do bà giết đúng không? Chu Nghiên nhìn hắn, nói chuyện thì phải có chứng cứ. Diệp Quân đột nhiên bỗng búng tay một cái, một cành cây trên đất đột nhiên bay lên, lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được đâm vào giữa trán Chu Nghiên. Chu Nghiên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể nào tin được ngươi. Diệp Quân nhìn bà ta, bình tĩnh nói, ta có thể không giết bà, nhưng bây giờ bà phải lấy ra chứng cứ chứng minh bà không giết mẹ tan. Mọi người, ở trên vùng tinh không nọ, Hạo Nhiên đột nhiên bật cười lớn, hay, hay lắm, rất hay. Trong trạch viện, lúc này Chu Nghiên trợn tròn hai mắt tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Người tu hành. Bà ta không ngờ tên đáng ghét trước mắt lại có bản lĩnh phi thường như thế, sao hắn có thể biết được chứ? Hạo Nhiên. Lúc này, Hạo Nguyên kia bỗng dưng chạy ra, ông ta giận dữ nói, ngươi làm gì? Nhưng còn chưa nói hết câu, một thanh kiếm gỗ đã đâm thẳng vào giữa chân mày ông ta. Mọi người. Diệp Quân lạnh lùng nhìn Hạo Nguyên, ta không tin ông không biết gì về những hành động của người phụ nữ kia, nhưng vì lôi kéo gia tộc sau lưng bà ta nên ông chọn mắt nhắm mắt mở. Đúng không? Bị Diệp Quân nói trúng tim đen, sắc mặt Hạo Nguyên nhất thời hơi khó coi, muốn nói gì đó, nhưng khi thấy sát khí trong mắt Diệp Quân, ông ta thầm thấy sợ hãi. Thằng danh con này muốn giết cha ư? Diệp Quân không quan tâm đến Hạo Nguyên nữa, hắn quay người nhìn về phía Chu Nghiên nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt hơi dữ tợn, tên nghiệt chủng, nếu ngươi dám động đến ta, nhà họ Chu của ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhà họ Chu là chỗ dựa lớn nhất của bà tan. Diệp Quân hờ hững nhìn bà ta, ta sợ quá cơ. Dứt lời, đầu của Chu Nghiên lập tức rơi xuống. Giết rồi. Thấy cảnh này, những người xung quanh sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất. A! À, Hạo Nguyên kia gào thét, nghiệt chủng, ngươi. Diệp Quân bỗng nhiên xoay người, chắp ngón tay chỉ về phía trước, hai nhánh gỗ bỗng nhiên băn vào đầu gối của Hạo Nguyên, cảm giác đau đớn dữ dội khiến ông ta phải quỳ xuống. Cha quỳ xuống trước mặt con nồ. Mọi người. Hạo Nguyên nhìn Diệp Quân xa lạ trước mặt, hơi sợ hãi nói, ngươi. Ta là cha của ngươi đấy. Diệp Quân cười khẽ, cảm giác này đúng là đã quá, ha hai. Mọi người. Tiểu tháp. Hạo Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Quân, sắc mặt hơi khó coi, nghiệt chủng. Chẳng lẽ ngươi dám giết cả cha của mình hả? Diệp Quân chớp mắt, nghe ông nói thế có vẻ cũng kích thích lắm. Nói được giữa chừng. Hắn vội vàng dừng lại, thực lực của chân thánh không phải là tâm thường. Lỡ như bị nghe thấy, e rằng hắn sẽ không tránh khỏi một trận đòn, không nên tự tìm đường chết thì tốt hơn. Diệp Quân cười khẽ rồi xoay người rời đi, vào khoảnh khắc hắn rời khỏi Hạo phủ, cảnh tượng trước mặt hắn bỗng dưng thay đổi, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trong một vùng tinh không khác. Trước mặt hắn không xa chính là tiền bối Hạo Nhiên. Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, người khiến ta bất ngờ thật đấy. Diệp Quân cười nói, tiền bối bất ngờ cái gì vậy? Hạo Nhiên khế nói, thật ra bây giờ nghĩ lại, những khó khăn của ta năm đó đều cho ta tự chuốc lấy. Lúc thực lực không bằng người khác, không chỉ không biết khiêm tốn mà còn đi đối đầu trực diện,
khiến mình phải thê thảm. Hạo Nhiên thôi suy nghĩ, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, ta để ngươi đi con đường trước đây của ta một lần là vì muốn ngươi cảm nhận sự tuyệt vọng trước đây của ta một chút, nhưng ta không ngờ ngươi lại dùng cách đó để thoát khỏi khó khăn. Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói, tiền bối, trước đây chúng ta đã thỏa thuận là... Hạo Nhiên cười nói, đương nhiên là ta sẽ không nuốt lời, nhưng bản thể của ta không ở đây, hình như bây giờ phân thân này tín ngưỡng người cũng không có tác dụng gì cả. Diệp Quân vội nói, vậy bản thể của tiền bối đang ở đâu? Hạo Nhiên đáp, ở một nơi khá xa. Diệp Quân lập tức xa sầm mặt. Hạo Nhiên cười nói, ngươi đừng nôn nóng, Hạo Nhiên ta đã hứa với ngươi rồi thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Dứt lời, ông ta bỗng dưng mở lòng bàn tay. Một quyển cổ tịch cổ xưa chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi nghi ngờ, tiền bối, đây là... Hạo Nhiên nói, kiếm kinh này là tâm huyết cả đời của ta, bây giờ ta truyền nó lại cho ngươi, đợi sau khi ngươi lĩnh ngộ được nó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi đó, ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện kiếm đạo trật tự của mình, ngươi thấy sao? Diệp Quân hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng hết cách, chỉ đành phải gật đầu, được rồi. Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Diệp Quân cười nói, ta rất mong đợi ngày được gặp lại tiền bối. Hạo Nhiên gật đầu, sau đó lại nói, ta có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể của ngươi không đơn giản chút nào, đặc biệt là hai loại huyết mạch trong đó, ngay cả ta cũng cảm thấy sâu không lường được. Lai lịch của ngươi không đơn giản. Diệp Quân nói, ta thế này là thường thôi, thực lực của người nhà A còn ghê gớm hơn. Hạo Nhiên cười đáp, ngươi thật sự rất thông minh. Khó khăn bình thường hoàn toàn không có tác dụng với ngươi, ngươi nên chịu khổ nhiều hơn. Diệp Quân đen mặt, tiền bối này đúng là, trước đây ông A chịu khổ như thế là đáng đời. Hạo Nhiên lại nói, kiếm đạo của ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn có một vài thiết sót, hy vọng kiếm kinh này của ta sẽ giúp ích được cho ngươi. Diệp Quân cất kiếm kinh đi, cúi người chào người đàn ông trước mắt, cảm ơn tiền bối. Hạo Nhiên cất lời, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có một nhân quả không rõ, ngươi có khả năng sẽ gặp một kiếp nạn, trong kiếm kinh này có một thần phách của ta, đến lúc đó ngươi gặp tai kiếp thì có thể kêu gọi thần phách này, nếu trong tình huống cho phép thì bản thể của ta cũng sẽ đích thân đến giúp đỡ ngươi. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, sau đó hắn lại cúi chào một lần nữa, cảm ơn tiền bối. Hắn không biết rốt cuộc thực lực của tiền bối Hạo Nhiên này mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết chắc chắn tiền bối này có thể đấu tay đôi với Phạn Chiêu Đế. Sớm muộn gì Phạn Chiêu Đế cũng sẽ tới, khi đó chắc chắn bọn họ sẽ phải đấu một trận. Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, hẹn gặp lại. Diệp Quân cũng cười đáp, hẹn gặp lại. Ngay sau đó, hắn bị một lực lượng bí ẩn truyền tốn ra ngoài. Sau khi Diệp Quân biến mất, sau lưng Hạo Nhiên bỗng có một giọng nói vang lên, kẻ thù kia của hắn mạnh lắm sao? Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ông ta xuyên qua vô số tỉnh hà. Cuối cùng là xuyên qua biển khổ giới, đi tới nơi đó. Một lát sau, Hạo Nhiên gật đầu, mạnh nhất từ trước đến nay. Dứt lời, cơ thể ông ta dần trở nên hư ảo, không lâu sau đó đã biến mất. Khi Diệp Quân trở về đồ thư điện thì Thời Dư và chú Hàn đều còn ở đó. Thấy Diệp Quân cầm một quyển cổ tịch dày trong tay, trong mắt Thời Dư lộ vẻ phức tạp. Chú Hàn vội nói, thánh tử, người lấy được truyền thừa của tiền bối Hạo Nhiên rồi sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Chú Hàn giơ ngón tay cái, giỏi thật đấy. Biết bao năm qua, thật ra Bỉ Ngạn giới cũng xuất hiện không ít kiếm tu kiệt xuất, thánh đường Bỉ Ngạn cũng muốn đào tạo ra kiếm tu mạnh mẽ hơn, vì thực lực cả một kiếm tu chân thánh thật sự rất kinh khủng. Nhưng tiếc là sau bao nhiêu năm, không một kiếm tu nào có thể được chân thánh Hạo Nhiên kia nhìn chúng. Không có truyền thừa của chân thánh, cũng không có ý chí thuyền thánh giáng lâm. Muốn đột phá giới hạn phàm nhân để đạt tới chân thánh thì thật sự quá khó khăn. Diệp Quân nhìn quyển kiếm kinh trong tay, một lát sau, hắn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía chú Hàn, bên phía biển khổ giới có động tĩnh gì không? Chú Hàn lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng người yên tâm, người của thánh đường vẫn đang nhìn chằm chằm, chỉ cần có động tĩnh là chúng ta sẽ biết ngay. Diệp Quân gật đầu, chúng ta vào tháp tu luyện thôi. Dứt lời. Hắn nhìn về phía Thời Dư, tiền bối cũng là kiếm tu đúng không? Thời Dư gật đầu, phải. Diệp Quân nói, tiền bối, kiếm kinh này quá cao siêu, bên trong có rất nhiều chỗ ta không hiểu, không biết tiền bối có thể xem cùng ta, tiện thể giải thích cho ta không? Nghe thấy lời Diệp Quân nói, Thời Dư nhất thời ngây người,
Cả chú Hàn cũng sửng sốt, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt mang theo một cảm xúc vô hình. Thời Dư nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi, chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn. Tâm trạng Thời Dư nhất thời trở nên phức tạp. Sao ông ta có thể không biết thánh tử này đang cho ông ta cơ hội được? Kiếm kinh chân thánh rất có lợi cho cao thủ cấp bậc như ông ta, thậm chí có thể tìm được bí ẩn của chân thánh tử trong đó. Ông ta không ngờ thiếu niên này lại hào phóng như thế. Thật sự quá hào phóng. Nếu là ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không thể làm như thế. Thời Dư bỗng cúi người trước Diệp Quân, đa tạ. Diệp Quân cười nói, tiền bối khách sáo rồi. Dứt lời, hắn dẫn hai người vào trong tiểu tháp. Chú Hàn đi tới bên cạnh Diệp Quân, ta cũng có thể xem chứ. Diệp Quân cười nói với chú Hàn, cô là kiếm tu à? Chú Hàn lắc đầu, không phải, ta chỉ thấy tò mò thôi. Diệp Quân nói, ta nhớ cô là giáo sĩ mà. Chú Hàn vội vàng gật đầu, đúng vậy, trước mắt ta chính là giáo sĩ trẻ tuổi nhất của Thánh Đường Bỉ Ngạn đấy. Diệp Quân cười nói, vậy thì cùng xem đi. Thấy Diệp Quân đồng ý, chú Hàn nở nụ cười, được. Ba người tìm một nơi yên tĩnh, Diệp Quân ngồi xếp băng xuống, hắn chậm rãi mở kiếm kinh ra, vừa mở, một hàng chữ đã xuất hiện trong mắt ba người, có kiếm, vô địch cùng cảnh giới, vượt cảnh giới vẫn vô địch. Cùng cảnh giới vô địch. Vượt cảnh giới vô địch. Thấy hàng chữ này, sắc mặt Diệp Quân dần trở nên nặng. Kiếm kinh khổ nạn. Kiếm kinh này được Hạo Nhiên lĩnh ngộ được từ trong đại khổ và đại nạn, bên trong không chỉ chứa đựng hiểu biết của ông ta với kiếm đạo mà còn có cả hiểu biết về những gian khổ trên thế giới này. Ông ta mượn cực khổ và cực khó để chứng thành kiếm đạo vô so ngộ. Sau khi xem kiếm kinh khổ nạn, sắc mặt Thời Dư nhất thời trở nên phức tạp, cuối cùng ông ta thở dài. Bây giờ ông ta đã hiểu vì sao kiếm tu bình thường không thể có được sự công nhận của chân thánh Hạo Nhiên rồi. Kiếm kinh này được chân thánh Hạo Nhiên sáng tạo ra từ trong khó khăn khôn cùng, có thể nói phải có nghị lực rất lớn mới có thể tu luyện được kiếm kinh này. Nghị lực vô cùng lớn. Kiếm kinh khổ nạn được chia làm 3 phần, đầu tiên là luyện người, thứ hai là luyện hồn, thứ ba là luyện ý. Luyện người, luyện hồn, luyện ý chính là kéo hàng triệu kiếp nạn trên thế gian vào người, lợi dụng những kiếp nạn đó để tôi luyện thân thể, linh hồn và ý chí của bản thân, rèn luyện ra chân ý trong kiếp nạn. Đây không phải là khó khăn bình thường, chẳng khác nào việc muốn ép nước biển lại thành một giọt nước cả. Hơn nữa một khi bắt đầu quá trình thì không thể dừng lại, không thành công sẽ phải chết. Đây là lý do khiến chân thánh Hạo Nhiên không cho người khác tiếp nhận truyền thừa của ông ta. Ông ta là người hy vọng Bỉ Ngạn giới có thể xuất hiện kiếm tu cường đại hơn ai hết, nhưng ông ta biết rõ nếu để một người không có nghị lực tu luyện kiếm kinh của ông ta thì chẳng khác nào hại người đó cả. Phương thức tu luyện của ông ta vô cùng cực đoan. Đi ngược chiều gió. Đương nhiên nếu có thể thành công thì sức mạnh cũng vô cùng to lớn. Diệp Quân xem một lúc lâu, cuối cùng rơi vào im lặng. Kéo hàng vạn kiếp nạn lên người, bảo vệ bản thân trong kiếp nạn, rèn luyện ra chân ý, dùng chân ý này đột phá lên cảnh giới chân thánh. Có khó không? Vô cùng khó. Vì theo miêu tả trong kiếm kinh khổ nạn này, mỗi kiếp đều là khổ nạn. Hàng tỷ kiếp nạn đè lên người có nghĩa là phải trải qua tất cả khổ sở và khó khăn trên thế gian một lượt, hơn nữa còn phải giữ vững bản thân trong những kiếp nạn đó, không được sụp đổ, không được lạc lối, còn phải rèn luyện ra chân ý. Dù là bản thân hắn cũng cảm thấy khá khó khăn. Mọi người nhất thời rơi vào im lặng. Có nên học không? Phải biết rằng một khi bắt đầu sẽ không thể nào dừng lại, không thành công thì chỉ có một con đường chết. Diệp Quân chợt nói, ta phải thử xem. Thời Dư và chú Hàn nhìn về phía Diệp Quân khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Chú Hàn bỗng dưng cất lời, thánh tử. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chú Hàn nhìn chằm chằm hắn, không có đường lui đâu, người thật sự muốn thử sao? Diệp Quân cười đáp, ta vốn đã không có đường lui rồi. Dứt lời, hắn xoay người biến mất khỏi vị trí ban đầu. Sau khi Diệp Quân rời đi, chú Hàn rơi vào im lặng. Thời Dư ở bên cạnh nhẹ giọng nói, có lẽ hắn sẽ có cơ hội. Chú Hàn quay đầu nhìn về phía Thời Dư nói, kiếm đạo của hắn cũng rất đặc biệt. Đều là kiếm tu, ông ta có thể cảm nhận được khí thế kiếm đạo trên người Diệp Quân, đó là một kiếm đạo vô cùng mạnh. Mã! Chú Hàn khẽ thở dài nói, không ngờ muốn trở thành chân thánh lại khó khăn như thế. Đương nhiên cô ta cũng muốn trở thành chân thánh,
nhưng sau khi thấy quá trình tu luyện của chân thánh Hạo Nhiên, cô ta thật sự thấy hơi tuyệt vọng. Người bình thường thật sự không thể làm được như thế. Chẳng trách chân thánh lại hiếm có như thế. Thời Dư bỗng nói, tu luyện đi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Khi nấy sau khi xem quyển kiếm kinh khổ nạn kia, ông ta đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều, dù ông ta không thể đi theo con đường đó, nhưng ông ta cũng có thể tham khảo. Diệp Quân đi tới một bờ biển, hắn ngồi trên một tảng đá lớn, gió biển thổi tới rất mát mẻ. Tiểu Tháp chợt lên tiếng, ngươi thật sự muốn thử à? Diệp Quân hỏi ngược lại, Tháp gia, ngươi cảm thấy ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân nhìn bờ biển trước mặt, nhẹ giọng nói, Phản Chiêu Đế sẽ không cho ta quá nhiều thời gian. Khoảng thời gian qua, hắn gần như đều ở trong Tiểu Tháp, rất ít khi ra ngoài, nhưng hắn biết rõ chắc chắn người phụ nữ đó sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Bây giờ liều một ván, đến lúc đó khi cô ta đến còn có một chút cơ hội sống, nếu không liều mạng thì với thực lực của hắn bây giờ chắc chắn không thể thắng được đối phương. Tiểu Tháp nói, vậy thì cứ liều xem. Diệp Quân gật đầu, chỉ có thể liều thôi. Sau đó, hắn bỗng bật cười, hàng tỷ kiếp nạn có gì đáng sợ đâu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong người vận chuyển tâm pháp của kiếm kinh khổ nạn, chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh hắn bỗng rung động dữ dội. Dẫn kiếp, Tiểu Tháp lập tức phong tỏa khu vực của Diệp Quân, không cho lực lượng ở nơi này di chuyển ra ngoài. Chẳng mấy chốc, thời không trên đầu Diệp Quân xuất hiện một tầng mây màu đen, trong những tầng mây đó có những lôi kiếp đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ. Kiếp tới, Diệp Quân mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, một tia chớp đánh xuống từ trên trời. Nhắm thẳng vào cơ thể hắn. Cơ thể Diệp Quân lập tức bị bao phủ bởi tia chớp. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Quân có cảm giác cơ thể mình như sắp cháy khét, hắn chỉ đành sử dụng kiếm ý đắp nặn lại cơ thể mình, mà lúc này, lại có một tia chớp đánh xuống. Diệp Quân căn chặt răng, ánh mắt kiên định. Bắt đầu từ khi chọn bước ra bước này, hắn cũng đã biết là hắn không có đường lui, không bước ra được thì chỉ có thể chết ở đây thôi. Ở một nơi khác cũng có một thiếu niên đang khổ tu. Người đó chính là Nam Y. Y vốn là một người rất tài giỏi, bây giờ có thể tu luyện trong Tiểu Tháp này có thể nói là như hổ thêm cánh. Mà khoảng thời gian này, Y cũng đang nghiên cứu thời gian kỳ lạ này. 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài. Điều này đã thay đổi nhận thức của Y về đạo thời gian, vì Y chủ tu thời gian, dù sao thánh khí bỉ ngạn trong tay Y cũng là đá đạo tố. Mà trong đá đạo tố này lại chứa đựng đại đạo thời gian tuế nguyệt. Y muốn lợi dụng thời không đặc biệt để đá đạo tố của Y trở nên mạnh mẽ hơn. Mà sau khi nghiên cứu cùng nhóm Tống Uyên nhiều năm như thế, Y cũng đã có chút thu hoạch, nói phức tạp một chút thì sở dĩ thời không nơi này không giống với thời không bên ngoài là vì nó ẩn chứa đại đạo thời gian có thể trấn áp đại đạo thời gian của bỉ ngạn giới, mà nói đơn giản thì thời gian trong này kéo dài hơn so với bên ngoài. Bọn họ bèn dựa vào điều này để tìm ra một điểm đột phá, đó là dự trữ thời gian. Dự trữ thời gian trong này rồi mang ra ngoài dùng. Đây là cách duy nhất trước mắt bọn họ có thể sử dụng, vì đại đạo thời gian ẩn chứa ở nơi này thật sự quá cao siêu, cả Tống Uyên cũng không thể hiểu thấu đáo, kiến thức đại đạo ẩn chứa ở nơi này đã vượt khỏi tầm nhận thức của bọn họ. Không nghiên cứu được thì chỉ có thể chọn một con đường khác thôi. Bây giờ bọn họ bắt đầu nghĩ cách dự trữ thời gian ở nơi này. Sau đó ra ngoài sử dụng, bọn họ đã dùng rất nhiều cách để dự trữ thời gian của nơi này, ví dụ như sử dụng thần thông, võ kỹ, thần khí. Mà điều khiến bọn họ vui mừng là điều này khả thi. Ví dụ như bọn họ sử dụng một vật chứa đặc biệt để dự trữ thời gian ở nơi này, khi sử dụng ở bên ngoài, tốc độ trôi qua của thời gian trong vật chứa đó hoàn toàn khác với bên ngoài, nói một cách khác thì vật chứa đặc biệt đó có một chức năng nghịch thiên. Giải thích đơn giản hơn thì cầm vật chứa đặc biệt đó trong tay, thời gian trôi qua của y sẽ khác với đối thủ trôi qua một ngày, còn y đã trôi qua 10 năm, như thế trong lúc đánh nhau, ngươi dừng lại ở hiện tại, còn ta thì đã ở tương lai rồi. Áp chế về mặt thời gian. Phát hiện này cùng với tính khả thi khiến nhóm Tống Uyên vô cùng mừng rỡ. Vật chứa thời gian đó cũng tương đương với một món thánh khí bỉ ngạn siêu cấp, không chỉ thế, sau khi trải qua những thao tác này. Một vài thần thông và võ kỹ đặc biệt cũng thoáng chốc thay đổi, biến thánh thần thông và võ kỹ cấp bậc bỉ ngạn siêu cấp. Hơn nữa còn có thể làm được nhiều. Đương nhiên phải có sự cho phép của Diệp Quân, nếu Diệp Quân không cho phép, bọn họ cũng không dự trữ được.
Trước mắt thời không đặc biệt này cũng chỉ phục tùng mỗi Diệp Quân. Diệp Quân cũng không từ chối, mặc cho bọn họ làm. Điều này khiến người của Bỉ Ngạn Giới rất cảm kích Diệp Quân, chỉ muốn đẩy hắn lên vị trí giáo chủ. Thật sự quá hào phóng, còn hào phóng hơn cả Thuyền Thánh nữa. Ngoài ra vì là tu luyện trong tiểu tháp nên thực lực của rất nhiều cao thủ của Bỉ Ngạn Giới được nâng cao. Diệp Quân ghé đến nơi này thật sự đã tạo phúc cho con dân của toàn bộ Bỉ Ngạn Giới. Sau khi được sự đồng ý của Diệp Quân, nhóm Tống Uyên bắt đầu dự trữ thời gian để đối phó với nguy cơ kế tiếp, mục tiêu hiện tại của bọn họ là mỗi người đều có một thánh khí Bỉ Ngạn trong tay. Không có đủ chân thánh thì đấu bằng trang bị. Ngoài ra nhóm đại chủ giáo và cả giáo chủ cũng thu hoạch được rất nhiều, bọn họ vốn là người vô địch nhất dưới chân thánh trong vũ trụ này, bây giờ còn ở đây tu luyện và có lĩnh ngộ mới với đạo thời gian, nên tu vi của họ cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên muốn đạt đến chân thánh vẫn khá là khó khăn. Nhưng điều này vẫn cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Trở thành chân thánh không còn là một việc xa không với tới nữa. Còn có một người đang nghiêm túc tu luyện, người đó là Tổ Đạo. Tổ Đạo cũng lên tinh thần một lần nữa, vì y biết rõ nếu người họ phản kia đến đây, chắc chắn y sẽ không có cơ hội sống, đầu hàng cũng không được, dù sao bây giờ y đầu hàng cũng vô dụng. Bây giờ y đang bắt đầu chuẩn bị, một là chăm chỉ tu luyện, dù sao nền tảng vẫn còn, đơn giản là đi lại con đường cũ một lần nữa, hai là đợi Diệp Quân trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó triệu hồi mình của quá khứ để dung hợp với mình hiện tại. Đương nhiên mỗi lần nghĩ đến chuyện bị Phản Chiêu Đế hãm hại, y đều tức giận đến mức liên tục nghiến răng. Vốn dĩ người vô địch phải là y. Cuộc đời quá là không công bằng. Từ lúc Bỉ Ngạn Giới bắt đầu tập trung nâng cao thực lực, vào một ngày, bên một phía khác của biển khổ giới có một cô gái mặc áo choàng màu máu chậm rãi đi tới bên bờ biển. Phản Chiêu Đế. Cô ta nhìn chằm chằm biển khổ giới trước mặt bằng ánh mắt bình tĩnh. Dường như biển khổ hải cảm nhận được nguy hiểm. Mặt nước vốn bằng phẳng chợt bắt đầu dao động. Phản Chiêu Đế đứng trên bờ, hai tay cô ta chắp sau lưng, đầu đầy tóc đỏ, áo choàng trên người bị ác niệm ăn mòn như bị nhuốm máu, vừa quyến rũ vừa kinh hãi. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn biển khổ giới, một lát sau, cô ta bắt đầu đi về phía bờ đối diện. Trong nháy mắt khi cô ta tiến vào biển khổ giới, bên trong biển khổ giới có một luồng khí thức đại đạo kinh khủng đột nhiên phóng lên từ đáy biển, sau đó tụ lại từ trong đất trời. Chỉ muốn mạnh mẽ chân áp mà như rời núi lấp biển lao về phía cô một a. Đối mặt với sức mạnh đại đạo thần bí đang lao tới, Phản Chiêu Đế không hề quan tâm, cô ta vẫn bước về phía bờ bên kia, ánh mắt bình tĩnh, bước đi chậm rãi ung dung, trong nháy mắt khi cô ta bay vào biển khổ giới, nước biển trước mặt cô ta đột nhiên bị một sức mạnh vô hình xé toạc ra, tạo thành hố dài vạn thước dẫn thẳng về bờ đối diện. Mà luồng áp lực đại đạo kinh khủng trong đất trời kia lại không thể nào tới gần cô ta. Chỉ ngừng lại cách người cô ta tầm mấy trượng. Cô ta cứ đi chậm rãi như thể đang nhàn nhã tản bộ. Ngay lúc này, toàn bộ biển khổ giới đột nhiên sục sôi, ở sâu trong đáy biển, từng luồng sức mạnh đại đạo thần bí không ngừng phóng ra, đại đạo này hoàn toàn không phải đạo của thế giới này, mà dường như tới từ thời tiền sử, khí tức cổ xưa tang thương, uy lực hoành tráng vô cùng, nó cuốn về phía Phản Chiêu Đế như dòng nước lũ, luồng sức mạnh này còn mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Nhưng Phản Chiêu Đế vẫn bình tĩnh, cô ta vẫn từng bước tiến về phía trước, vô số sức mạnh đại đạo hoàn toàn không thể nào chạm tới cô tan. Ở nơi sâu thẳm của biển khổ giới, đại đạo thần bí kia lần lượt phát động các cuộc tấn công dữ dội, toàn bộ biển khổ giới lúc này đang sục sôi, từng đợt sóng như cuốn về phía Phản Chiêu Đế đang chậm rãi tiến tới, nhưng vẫn không làm gì được Phản Chiêu Đế. Hoàn toàn không thể nào tới gần cô ta. Sức mạnh đại đạo kinh khủng ẩn chứa trong biển khổ giới này đủ để giết chết một vị cường giả cảnh giới đạo ngã tự tại. Nhưng mà nó không thể nào đến gần Phản Chiêu Đế. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Phản Chiêu Đế đã tới giữa biển khổ giới. Lúc này, những luồng sức mạnh đại đạo bốn phía đột nhiên rút lui như thủy triều xuống, cùng lúc đó, toàn bộ biển khổ giới bắt đầu khôi phục lại bình thường. Phản Chiêu Đế tiếp tục đi về phía trước. Qua một hồi, biển khổ giới đã khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút phản ứng nào. Nhưng ngay lúc Phản Chiêu Đế cách bờ bên kia còn hơn một trượng thì đột nhiên có dị biến, biển khổ giới vốn đang tĩnh mịch đột nhiên sục sôi, cùng lúc đó, một bàn tay khô đen phá mặt biển, phóng lên đỉnh đầu Phản Chiêu Đế, sau đó hung hăng đánh về phía Phản Chiêu Đế. Trong lòng bàn tay khô đen có một chữ đạo màu vàng,
Bên trong chữ này ẩn chứa sức mạnh đại đạo vô hạn, đại đạo này là một loại cực cao, khi một trưởng này đánh xuống, luồng ác niệm đáng sợ tỏa ra trên người Phản Chiêu Đế đã bị đẩy lui. Mà ngay lúc này, Phản Chiêu Đế phất tay áo một cái, huyết mang tản ra. Trong một khoảng thời gian ngắn, nước biển khổ xung quanh tản ra, bàn tay khô này lập tức bị trấn áp trở lại nơi sâu thẳm biển khổ giới. Biển khổ giới lại trở nên yên lặng. Phản Chiêu Đế bước lên bờ, cô ta quay đầu liếc biển khổ giới, chỉ có như vậy thôi à? Giọng điệu bình tĩnh, nhưng vô cùng giễu cợt. Bên trong biển khổ giới không có bất kỳ hồi âm. Phản Chiêu Đế lại nhìn biển khổ giới, với thực lực hiện tại của cô ta hoàn toàn có thể phá hủy mọi thứ, nhưng cô ta không hề làm như vậy. Cô ta nhìn nơi sâu thẳm biển khổ giới, ngay sau đó thu lại ánh mắt, đi về phía xa, trong nháy mắt khi cô ta bước lên trên bờ, cả một vùng lớn dần dần biến thành màu đỏ như máu. Ác niệm ngút trời ập tới vũ trụ này. Chỉ trong nháy mắt, Bỉ Ngạn Giới đã bị một màu đỏ bao phủ, vô số ác niệm uyển chuyển như thủy triều phóng về phía biển khổ giới. Tổ ác đạo. Phàm là võ trụ cô ta đặt chân tới, tội ác thế gian cô ta đều có thể sử dụng. Hơn nữa, bây giờ cô ta vẫn chưa phải là tổ ác đạo đơn thuần, sau khi tới cảnh giới tế chúng sinh, đại đạo của cô ta hiện tại đã vượt ra khỏi phạm vi ác và đạt tới một tầm cao hoàn toàn mới. Khi Phản Chiêu Đế đặt chân tới Bỉ Ngạn Giới, toàn bộ ác niệm vũ trụ Bỉ Ngạn đều cảm nhận được cô ta, sau đó rối rít chạy về phía cô ta. Giờ phút này, toàn bộ Bỉ Ngạn Giới đều kinh hãi. Vì khi Phản Chiêu Đế đến, toàn bộ vũ trụ Bỉ Ngạn Giới đều bị một màu đỏ và ác niệm bao phủ, dù bọn họ không thấy Phản Chiêu Đế, nhưng cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của cô ta. Thánh đường Bỉ Ngạn, giáo chủ và đám đại chủ giáo tụ họp. Mọi người trong điện đều vô cùng căng thẳng, vì bọn họ cũng cảm nhận được luồng ác niệm đáng sợ kia. Thánh tử Bỉ Ngạn nói vị dị đoan kia đã tới đây rồi. Giáo chủ đột nhiên xòe lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa lên trước mặt, trong chốc lát, bên trong thời không trước mặt ông ta, xuất hiện một bức tranh, bên trong bức tranh là bờ biển khổ giới, mà giờ phút này, Phản Chiêu Đế đang chậm rãi đi tới đây. Nhìn Phản Chiêu Đế tỏa ra ác niệm ngút trời, vẻ mặt giáo chủ, tứ đại chủ giáo và đám cường giả chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, cách bức tranh bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của người phụ nữ này. Bên cạnh, Chu Lăng kia trầm giọng nói, ta chưa từng thấy ác niệm nào mạnh như vậy. Mọi người còn lại cũng rối rít gật đầu, sức mạnh của ác niệm này cũng thật sự rất bất thường. Trong bức tranh, Phản Chiêu Đế từng bước đi về đằng xa, ngay tại lúc này, thời không trước mặt cô ta đột nhiên run lên kịch liệt, một lát sau, vô số phù văn màu vàng đột nhiên trôi lơ lửng trong đất trời. Trận pháp Chu Nghịch, đây là trận pháp siêu cấp mà năm đó mấy vị chân thánh để lại, mục đích chính là để đề phòng chủ nhân bút đại đạo dị đoan số 1 của bờ bên kia biển khổ giới. Hôm nay chủ nhân bút đại đạo còn chưa tới nhưng lại có một người phụ nữ tới rồi. Khi trận pháp Chu Nghịch được khởi động, từng lá phù văn trôi lửng trong đất trời, những phù văn này giống như những vì sao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi phù văn đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng có thể hủy diệt đất trời. Nhiều phù văn ngưng tụ lại như vậy, sức mạnh khủng khiếp lập tức khiến đất trời trở nên hư ảo. Phản Chiêu Đế hoàn toàn không dừng bước lại, cô ta chậm rãi đi về phía trận pháp Chu Nghịch. Bên trong thánh đường Bỉ Ngạn, đám người địa giáo chủ đều nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh. Khi Phản Chiêu Đế tiến vào phạm vi của trận pháp Chu Nghịch, những lá phù văn kia đột nhiên run lên, tiếp đó, 10 triệu lá phù văn đột nhiên phóng ra 10 triệu luồng thần quang, những thần quang này phóng thẳng về phía Phản Chiêu Đế ở đằng xa, Phản Chiêu Đế nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước, tất cả thần quang lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản, không thể nào tiến lên nửa bước. Lúc này, Phản Chiêu Đế đột nhiên chạm nhẹ một cái. 10 triệu thần quang biến mất trong nháy mắt. Phản Chiêu Đế lại tiếp tục tiến lên phía trước. Những lá phù văn màu vàng trong đất trời đột nhiên bốc cháy, ngay sau đó, từng hỏa diễm thần quang trong đất trời phóng nhanh về phía Phản Chiêu Đế. Phản Chiêu Đế mặt không cảm xúc, chỉ phất tay áo. Tất cả hỏa diễm thần quang trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, tất cả lá phù văn cũng đều biến mất. Phá hủy tất cả mọi thứ. Thấy cảnh này, vẻ mặt đám người giáo chủ bên trong thánh đường Bỉ Ngạn đều tái nhợt. Trận pháp Chu Nghịch lại không thể chịu nổi một đòn của người phụ nữ này ư. Lúc này, Khu Cơ chủ giáo trầm giọng nói, người đàn bà này ít nhất cũng phải ở cấp chân thánh. Cấp chân thánh?
Nghe khu cơ chủ giáo nói vậy, vẻ mặt mọi người trong điện nhất thời trở nên khó coi. Mà bên trong bức tranh, Phạn Chiêu Đế tiếp tục đi về phía xa, cuối chân trời trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện một vùng huyết mang, ngay sau đó, vô số biển máu cuồn cuộn lao tới. Chỉ trong nháy mắt, thế giới này lập tức biến thành một biển máu. Ác niệm của toàn bộ Bỉ Ngạn giới. Phạn Chiêu Đế tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi tiến vào bên trong biển máu, vô số ác niệm nhảy cẳng hoan hô, rốt rít lao về phía Phạn Chiêu Đế, cam lòng bị cô ta hấp thụ, giúp cô ta tiến xa hơn. Thấy cảnh trước mắt, hai tay giáo chủ bên trong thánh đường Bỉ Ngạn chậm rãi siết chặt lại, ông ta nhìn chằm chằm biển máu, vô tình, hô hấp của ông ta đã trở nên vô cùng nặng nề. Những chủ giáo còn lại bây giờ cũng rối rít đứng lên, dù đã cách bức tranh nhưng mọi người đều cảm nhận được một sự áp lực trước nay chưa từng có. Người phụ nữ kia mang tới một cảm giác áp bức. Giáo chủ đột nhiên nói, từ giờ phút này trở đi, Bỉ Ngạn giới bắt đầu tiến vào trạng thái thời chiến cấp 1. Trạng thái thời chiến cấp 1. Lần trước, lúc toàn bộ Bỉ Ngạn giới tiến vào trạng thái thời chiến cấp 1 cũng chính là lúc chủ nhân bút chủ đại đạo tới, vị chủ nhân bút chủ đại đạo dị đoan dẫn cường giả tổ điện man hoang xông tới, suýt chút nữa đánh tan toàn bộ Bỉ Ngạn giới. Hôm nay, lại có một vị siêu cấp dị đoan tới đây. Lúc này, đại chủ giáo nhẹ giọng nói, thảo nào thuyền thánh lần này lại phái hai thánh tử tới. Mọi người đều yên lặng. Ban đầu bọn họ còn đang nghi ngờ thân phận của Diệp Quân, dù sao, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống hai vị thánh tử tới, nhưng bây giờ thấy cô gái ác đạo này, bọn họ đã lập tức hiểu ra. Nhưng vào lúc này, biển máu trong bức tranh đột nhiên dâng trào, rất nhanh, biển máu kia đã bị Phạn Chiêu Đế chiếm đoạt, sau khi cắn nuốt hết biển máu, khí tức của cô ta lập tức tăng lên. Toàn bộ Bỉ Ngạn giới đều có thể cảm nhận được rõ ràng luồng ác niệm đáng sợ. Phạn Chiêu Đế chậm rãi mở mắt ra, cô ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cần liếc mắt một cái, vẻ mặt đám người giáo chủ trong Bỉ Ngạn giới đều hoàn toàn thay đổi vì người Phạn Chiêu Đế nhìn chính là bọn họ. Giáo chủ vội vàng thu hồi lại thuật thần thông của mình, nhưng lúc này, một luồng ánh sáng màu máu đột nhiên phóng ra từ bức tranh. Con người của giáo chủ bỗng nhiên co lại, ông ta chỉ tay một cái, sức mạnh giáo pháp Vạn Thiên phóng ra, lập tức chặn đứng cột sáng màu máu kia. Tứ đại chủ giáo cũng lần lượt ra tay, dưới sự hợp tác của bọn họ, cột máu kia cuối cùng cũng bị phá vỡ, sau đó biến mất. Giáo chủ ngồi phịch xuống, tay phải run rẩy, vẻ mặt ông ta cực kỳ căng thẳng, thực lực của cô gái này cực kỳ kinh khủng, truyền lệnh, lập tức mở tất cả đại trận ở Thánh Thành, tất cả cường giả ở bên ngoài lập tức trở về. Sau khi nói xong, ông ta đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng quyết định, đi thôi, tới Thánh Mộ, mời đám lão tổ. Cùng với mệnh lệnh của giáo chủ truyền ra, cả Bỉ Ngạn giới như gặp phải kẻ địch mạnh. Ngày hôm đó, tất cả cường giả ở thánh đường Bỉ Ngạn đều vội vã trở về thánh thành Bỉ Ngạn. Đồng thời, trên tường thành và mặt đất của thánh thành Bỉ Ngạn có vô số phù văn cổ xưa đang từ từ xuất hiện, mà khi phù va cổ xưa của người chết xuất hiện, từng luồng sức mạnh thánh giả khủng khiếp bao trùm toàn bộ thánh thành. Trận pháp bảo vệ của thánh đường Bỉ Ngạn. Trận pháp này là do vị chân thánh sơ khai sáng tạo ra. Tất cả phù văn đều do ông ta tự mình viết, bên trong ẩn chứa nguồn sức mạnh chân thánh chí cao vô thượng, cực kỳ kinh khủng. Mà trận pháp bảo vệ đáng sợ này trong lịch sử chỉ kích hoạt hai lần. Lần đầu tiên là trong trận thảm họa tinh thần năm đó. Lúc đó khi khởi động trận pháp này đã ngăn được vô số tinh thần rơi xuống, bảo vệ hàng tỷ sinh linh của Bỉ Ngạn giới thoát khỏi trận thảm họa. Lần thứ hai là khi chủ nhân bút đại đạo giết tới thánh đường Bỉ Ngạn. Lúc đó, trận pháp này đã cứng rắn ngăn cản chủ nhân bút đại đạo đáng sợ này lại, đợi được một số vị chân thánh tới cứu viện. Có thể nói, trận pháp bảo vệ của thánh thành Bỉ Ngạn đã hai lần cứu Bỉ Ngạn giới. Mà hôm nay, chính là lần thứ ba khởi động. Cường giả Bỉ Ngạn giới biết trận pháp bảo vệ thánh thành này đều hiểu. Thực lực của kẻ địch mới xuất hiện này lại mạnh đến như vậy sao? Mà cùng với sự khởi động của trận pháp bảo vệ thánh thành Bỉ Ngạn, những ý niệm ác đạo vốn còn đang bao phủ trên bầu trời thánh thành Bỉ Ngạn lại bị một luồng sức mạnh thánh giả đáng sợ cưỡng chế đánh lui ra khỏi thánh thành. Nhưng ở bên ngoài thánh thành, ác niệm càng ngày càng nhiều, trong thời gian ngắn, bên ngoài thánh thành đã trở thành một khoảng thế giới đỏ rực. Ác niệm bao phủ cả nền văn minh vũ trụ Bỉ Ngạn. Thánh mộ, thánh đường giáo chủ, Chu Lăng và đám người đại chủ giáo đi đến thánh mộ. Thánh mộ là nơi an nghỉ của các tiên hiền thánh đường của các triều đại. Ngoại trừ chân thánh,
thì tuổi thọ của các cường giả còn lại đều có hạn. Một khi không thể đột phá được chân thánh thì cuối cùng cũng sẽ có ngày phải rơi xuống. Chỉ khi trở thành chân thánh thì tuổi thọ của họ mới có thể được kéo dài, sống lâu hơn. Đây cũng là lý do tại sao nhiều cường giả lại muốn trở thành chân thánh đến như vậy, bởi vì ngoại trừ thực lực vô địch, bọn họ còn có thể có được tuổi thọ rất dài. Nhưng muốn trở thành chân thánh thì thực sự quá khó. Vô số cường giả của thánh đường Bỉ Ngạn cuối cùng cũng vẫn phải chôn thân ở trong đất, hồn về với thiên địa. Mà thánh mộ này chính là nơi những vị cường giả đó nằm an nghỉ. Mặc dù bọn họ đều đã ngã xuống, nhưng mỗi khi có một vị cường giả thánh đường Bỉ Ngạn qua đời thì đầu sẽ giữ lại một luồng hư hồn, cất giữ ở bên trong thánh mộ, chỉ để khi thánh đường gặp nguy nan, bọn họ có thể cống hiến một phần sức lực cuối cùng của mình cho thánh đường. Khi đám người giáo chủ đang chuẩn bị bước vào thánh mộ thì một luồng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Luồng hư ảnh đó cung kính hành lễ, sau đó nói, giáo chủ, người phụ nữ đó không đi về phía thánh thành. Đám người giáo chủ sửng sốt. Giáo chủ đứng đầu kinh ngạc, không đi về phía thánh thành sao? Hư ảnh gật đầu, đúng vậy. Giáo chủ thấp giọng hỏi, cô ta đã đi đâu? Hư ảnh lắc đầu, không biết, thực lực của người này quá mạnh, bọn ta hoàn toàn không dám đến gần, cũng không dám theo dõi ở phía sau, chỉ có thể dựa vào khí tức của cô ta mà phán đoán. Khí tức ác đạo của cô ta không hề lan đến thánh đường. Giáo chủ yên lặng. Một lát sau, đám người giáo chủ không biết nghĩ tới cái gì, tất cả đều đồng thời biến sắc. Phạn Chiêu Đế đi tới phía sau Bỉ Ngạn giới, cô ta không xông thẳng vào thánh thành Bỉ Ngạn mà đến Man Hoang. Khi cô ta bước vào Man Hoang, cả bầu trời Man Hoang lập tức biến thành một biển máu, ý niệm ác đạo ngập trời, những cường giả Man Hoang sinh sống trên mảnh đất này đều lần lượt ngẩng đầu lên nhìn biển máu đó, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Kể từ sau lần thua trận thánh chiến năm đó, cường giả Man Hoang chỉ có thể kéo dài được hơi tàn. Phạn Chiêu Đế đi tới trước một tàn tích, trong khu tàn tích này, khắp nơi đều là những bức tường đổ nát, cột đá nghiêng ngả, vô cùng hoang tàn. Đây đã từng là tổ điện Man Hoang. Phạn Chiêu Đế nhìn khu tàn tích, sau đó duỗi ra một ngón tay khế quét qua, trong chớp mắt, toàn bộ tàn tích đều hóa thành hư vô. Dưới tàn tích, có một quang trận màu vàng khổng lồ, phía dưới quang trận này, có một luồng khí tức không rõ ràng. Ngón tay của Phạn Chiêu Đế khẽ ấn nhẹ về phía trận quang, quang trận bị một luồng huyết mang bao phủ. Nhưng vào lúc này, quang trận lại đột nhiên tỏa ra hàng chục triệu luồng thần quang, nhưng ngón tay Phạn Chiêu Đế khẽ quét qua, hàng triệu luồng thần quang đó đều biến thành tro bụi. Quang trận cũng theo đó mà vỡ nát. Một cột sáng màu đen đột nhiên từ trong lòng đất thoát ra. Trong cột sáng, có một người đàn ông trung niên bị dây xích trói buộc đang từ từ bước ra. Người đàn ông trung niên mặc đồ đen, thân hình cao lớn, mái tóc dài ngang vai, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ. Ở tứ chỉ và yết hầu của ông ta đều bị trói một sợi dây xích vàng, đầu kia của dây xích nằm sâu ở dưới lòng đất. Yêu tổ Man Hoang. Năm đó sau khi bị đánh bại trong trận thánh chiến, ông ta đã bị phong ấn chân áp ở đây. Sau khi yêu tổ Man Hoang bước ra, ông ta nhìn chăm chằm vào Phạn Chiêu Đế ở trước mặt. Ánh mắt tràn đầy phòng bị, ngươi là ai? Khí tức của người phụ nữ trước mặt này thực sự quá đáng sợ, từ trước đến nay ông ta chỉ cảm nhận được nó ở trên người của một người, đó chính là chủ nhân bút đại đạo. Phạn Chiêu Đế nhìn yêu tổ Man Hoang ở trước mặt, kể từ ngày hôm nay, ngươi đi theo ta. Yêu tổ Man Hoang khẽ nheo mắt lại, ngươi có ý gì? Phạn Chiêu Đế bình tĩnh đáp, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Không muốn rửa sạch sự sỉ nhục của tổ điện Man Hoang sao? Sắc mặt của yêu tổ Man Hoang đột nhiên trở lên dữ tợn. Sau thất bại của trận chiến năm đó, Man Hoang bị sỉ nhục đến mức nào? Vô số cường giả còn bị bắt giam làm hoang nô. Yêu tổ Man Hoang cũng bị phong ấn trấn áp, tối tăm không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Mối hận này, làm sao có thể tiêu tan được chứ? Nhưng, yêu tổ Man Hoang kiềm chế sự căm hận vô tận trong lòng mình. Ông ta nhìn Phạn Chiêu Đế, người muốn hủy diệt thánh đường Bỉ Ngạn sao? Phạn Chiêu Đế gật đầu. Yêu tổ Man Hoang bình tĩnh đáp, thứ cho ta nói thẳng, người rất mạnh, có lẽ cũng không yếu hơn chủ nhân bút đại đạo năm đó. Nhưng, năm đó cho dù là ông ta, cũng không thể làm gì được thánh đường Bỉ Ngạn, vì vậy. Nói đến đây, ông ta không tiếp tục nói nữa. Bị nhốt lâu như vậy, ông ta đã hiểu ra được một chuyện. Khi thực lực không đủ thì nói chuyện phải cố gắng không được ngoan độc.
Phản Chiêu Đế nhìn ông ta, người không còn sự lựa chọn nào khác. Sắc mặt yêu tổ man hoang lập tức tối sầm lại, ta tình nguyện tiếp tục bị giam giữ. Ông ta đã bị chủ nhân bút đại đạo lừa một lần, ông ta không muốn bị lừa thêm lần thứ hai. Lúc đó, chủ nhân bút đại đạo cũng thề thốt nói với ông ta là có thể hủy diệt thánh đường Bỉ Ngạn, rồi cùng nhau xây dựng một thế giới vũ trụ công bằng, nhưng kết quả ông ta lại suýt bị đánh chết, còn liên lụy đến vô số cường giả của thế giới Đông Man. Mấy kẻ dị đoan này, không có ai là thứ tốt lành. Phản Chiêu Đế đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó từ từ hạ xuống, một luồng sức mạnh ác đạo khủng khiếp trực tiếp trấn áp yêu tộc man hoang ngay tại chỗ. Rất nhanh sau đó, trên người yêu tộc man hoang xuất hiện chằng chịt những sợi xích màu đỏ tươi. Yêu tổ man hoang trong lòng cả kinh, người định làm gì? Phản Chiêu Đế nhìn chằm chằm ông ta, phong ấn ngươi thêm lần nữa. Kỳ hạn, cho tới khi ngươi chết. Yêu tổ man hoang tức giận, ngươi. Thực ra trước khi người phụ nữ này tới, phong ấn đã bắt đầu nới lỏng, chỉ cần qua 100 năm nữa là ông ta có thể phá vỡ được phong ấn, hoàn toàn có được tự do. Nhưng bây giờ, người phụ nữ này lại muốn phong ấn ông A thêm lần nữa. Hơn nữa còn phong ấn tới chết, yêu tổ man hoang tức điên lên. Sức mạnh của phong ấn càng ngày càng mạnh, còn mạnh hơn cả sức mạnh phong ấn của mấy chân thánh trước đó. Nhận ra được điều này, trong lòng yêu tổ man hoang vô cùng kinh hãi, vội vàng nói, có thể thương lượng, có thể thương lượng. Nhưng Phản Chiêu Đế lại không dừng lại, vẫn tiếp tục phong ấn. Yêu tộc man hoang chìm xuống đất từng chút một. Lúc này, yêu tộc man hoang hoàn toàn hoảng loạn, ông ta vội vàng nói, dừng dừng, ta đồng ý đi theo ngươi. Phản Chiêu Đế thu tay phải lại, trong phút chốc, sức mạnh ác đạo trên người yêu tộc man hoang đã hoàn toàn biến mất. Yêu tổ man hoang giống như chút được gánh nặng, ông ta nhìn Phản Chiêu Đế mặc áo đỏ ở trước mặt, trong lòng vô. Cùng kinh hãi, thực lực của người phụ nữ này quá kinh khủng. Phản Chiêu Đế bình tĩnh nói, triệu tập tất cả người ở đây lại. Sau khi yêu tộc man hoang đứng dậy, ông ta thấp giọng nói, bây giờ đi tấn công thánh thành Bỉ Ngạn sao? Phản Chiêu Đế lại lắc đầu, yêu tộc man hoang có phần nghi ngờ. Phản Chiêu Đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bình tĩnh đáp, làm người xấu thì phải dùng não, có biết không? Yêu tổ man hoang, cùng với sự xuất hiện của Phản Chiêu Đế, toàn bộ thế giới vũ trụ Bỉ Ngạn đều bị bao trùm bởi ý niệm ác đạo của cô ta. Bây giờ nơi duy nhất không chịu sự ảnh hưởng của ý niệm ác đạo chỉ còn có thánh thành Bỉ Ngạn. Vô số cường giả đều lao về phía thánh thành Bỉ Ngạn. Mà trong thánh thành Bỉ Ngạn, tất cả cường giả đều đang bày trận, sẵn sàng đón địch. Trên tường thành, thánh tử Bỉ Ngạn Nam Y nhìn bầu trời đỏ rực ở phía xa xa với vẻ mặt nghiêm túc. Dị đoan nổ thực lực của dị đoan này, mạnh quá rồi đấy, không biết mình có thể đỡ nổi được không? Ban đầu khi y có được truyền thừa thuyền thánh này, thần ý mà y nhận được chính là chống lại dị đoan. Y vốn còn cho rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian để phát triển, nhưng không ngờ dị đoan này lại tới nhanh đến như vậy. Bản thân còn chưa trở thành chân thánh mà đã có đối thủ lợi hại đến như vậy tới, con mẹ nó ai gánh nổi chứ? Nam y có phần nổi nóng. Y trầm tư một hồi lâu rồi trở lại bên trong tiểu tháp, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là mau chóng tu luyện. Áp lực thực sự quá lớn. Ngoại trừ Nam Y, áp lực của đám người giáo chủ lúc này cũng vô cùng lớn. Trong khoảnh khắc người phụ nữ này đặt chân đến Bỉ Ngạn giới, toàn bộ văn minh vũ trụ Bỉ Ngạn giới đều bị bao trùm bởi ác niệm. Thực lực này, thực sự quá đáng sợ. Thế là mấy người giáo chủ đã tìm đến vị thánh tử Bỉ Ngạn Nam Y này. Sở dĩ không đi tìm Diệp Quân là bởi vì bây giờ Diệp Quân đang tu luyện. Đám người giáo chủ vây quanh Nam Y. Giáo chủ đứng đầu thấp giọng nói, thánh tử, thực lực của người phụ nữ này cường đại như vậy, không biết thánh tử có biện pháp nào để đối phó không? Nam y yên lặng. Thấy Nam y yên lặng, đám người giáo chủ cũng có phần sốt ruột, thánh tử. Nam y nhìn tất cả mọi người một lượt, sau đó nói, các vị yên tâm, ta sẽ tự mình liều chết một trận. Giáo chủ do dự một lát, sau đó hỏi, thánh tử, người có đánh lại được không? Nam y suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời. Không đánh lại được. Mọi người. Nam y nhẹ giọng nói, chỉ có thể nhờ người giúp đỡ thôi. Nhờ người giúp đối. Nếu đối thủ là người trẻ tuổi, cảnh giới tương đương với Nam y, đương nhiên là y muốn liều mạng đánh một trận, nhưng vấn đề là, thực lực của người phụ nữ kia rất không bình thường. Y đi liều mạng ư, dẫn đầu liều mạng, mời Kháo Sơn. Kẻ địch mạnh bất thường kiểu này, y sẽ không đi liều mạng đâu.
Nghe Nam Y nói vậy, đám người giáo chủ đều rất vui mừng. Bọn họ tới đây đương nhiên không phải thật sự muốn Nam Y đi liều mạng với cô gái áo đỏ đó, dù sao với thực lực hiện tại của Nam Y, có 10.000 y cũng không phải là đối thủ của cô ta. Mục tiêu thật sự của bọn họ là thế lực sau lưng Nam Y. Người có thể trở thành thánh tử, vậy chắc chắn sẽ không phải người bình thường, bây giờ chính miệng Nam Y đã hứa, đám người giáo chủ đều thở phào nhẹ nhõm vì có thêm một tầng đảm bảo. Lúc này, Nam Y đột nhiên nói, Diệp huynh còn đang bế quan tu luyện sao? Giáo chủ ngưng suy nghĩ, khẽ gật đầu, Diệp thánh tử đã nhận được truyền thừa của chân thánh Hạo Nhiên, bây giờ đang bế quan tu luyện, đợi hắn xuất quan, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chân thánh Hạo Nhiên. Nam Y kinh ngạc, hắn lại có được sự công nhận của chân thánh Hạo Nhiên. Giáo chủ cười nói, đúng vậy, vị Diệp thánh tử này thật sự rất giỏi. Thật ra bọn họ cũng khiếp sợ, mấy năm gần đây ở Bỉ Ngạn giới có không biết bao nhiêu kiếm tu tuổi trẻ tài cao, nhưng những kiếm tu này không ai có thể có được sự công nhận của chân thánh Hạo Nhiên, mà vị Diệp thánh tử này vừa mới tới đã nhận được truyền thừa của chân thánh Hạo Nhiên. Đây chính là một vị kiếm tiên chân thánh. Nếu Bỉ Ngạn giới lại có một kiếm tu chân thánh, vậy nhất định là một chuyện vô cùng tốt. Nam Y trầm ngâm một lát, sau đó nói, bây giờ chỉ có Diệp huynh biết về người phụ nữ kia, nhưng bây giờ hắn lại đang bế quan. Giáo chủ trầm giọng nói, cô gái này ít nhất cũng phải ở cấp chân thánh. Nam Y đột nhiên nói, có khi nào còn trên cả chân thánh không? Tuyệt đối không thể. Giáo chủ lúc này lắc đầu, nếu cô ta thật sự còn mạnh hơn cả chân thánh, vậy thì có thể lập tức đánh tới, chúng ta hoàn toàn không thể nào ngăn cản được, dù chân thánh có xuất hiện cũng không đỡ được. Nam Y khẽ gật đầu, cũng đúng. Giáo chủ trầm giọng nói, vấn đề hiện tại là sau khi người phụ nữ này đến lại đột nhiên biến mất, không biết cô ta định làm gì. Nói xong, ông ta cảm thấy bất an. Nam Y nhẹ giọng nói, bây giờ chúng ta đang quá bị động. Giáo chủ gật đầu, hơn nữa, khi cô ta đến, ác niệm Bỉ Ngạn giới đều bắt đầu hội tụ về phía cô ta, những ác niệm này có thể giúp cô ta mạnh hơn, không chỉ có vậy, trước đây Diệp Thánh Tử đã từng nói. Cô gái này ở bờ bên kia đã hấp thụ tỷ tỷ sinh linh, đạt tới cảnh giới tế chúng sinh, cô ta không theo trật tự, đi theo con đường tế chúng sinh, rất có thể cô ta định tế Bỉ Ngạn giới của chúng ta. Nghe nói vậy, vẻ mặt mọi người đều trở nên khó coi. Trước đây, chủ nhân Bút Đại Đạo đi theo con đường thành lập trật tự, vì vậy, ông ta cũng không tàn sát chúng sinh, còn bây giờ thì ngược lại hoàn toàn, người này ác hơn, tế luôn cả chúng sinh. Nam Y đang định nói thì ngay lúc này, Y như ý thức được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, Y lập tức rời khỏi tiểu tháp, đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, thời không trước mặt Y rung chuyển, một giọng nói thần bí vang lên trong đầu Y. Đám người giáo chủ ra ngoài, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Nam. Vẻ mặt Nam Y đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, lão tổ truyền tin tới, người phụ nữ kia tới Bỉ Ngạn Thương Khung rồi. Chỉ một lát sau, vẻ mặt đám người giáo chủ lập tức trở nên trắng bệch. Trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, vào ngày này, một cô gái tới đây, khi cô ta đến, một lồng ý niệm ác đạo bỗng lan tràn ra khắp bốn phía, chỉ trong chốc lát, cả tinh không đã biến thành một màu đỏ thắm quỷ dị. Người tới chính là Phạn Chiêu Đế. Sau lưng Phạn Chiêu Đế là yêu tổ Man Hoang, yêu tổ Man Hoang nhìn Phạn Chiêu Đế trước mặt, ánh mắt kiêng dè, ông A không biết người phụ nữ này rốt cuộc định làm gì. Nhưng đương nhiên, người phụ nữ này nhất định sẽ làm ra một chuyện rất lớn. Phạn Chiêu Đế đi về phía cách đó không xa, thời không cô ta đi qua lập tức biến thành màu đỏ như máu, cô ta không cố tính làm vậy mà sau khi hấp thụ toàn bộ ác niệm của nền văn minh Bỉ Ngạn, cô ta vẫn chưa hoàn toàn cắn nuốt hết những ác niệm này, vậy nên mới dẫn tới khí tức của những ác niệm này tiết ra ngoài. Có thể nói, điều kinh khủng nhất của cô ta là chỉ cần đến một nền văn minh vũ trụ. Cô ta có thể cắn nuốt hết tất cả ác niệm của nền văn minh vũ trụ đó. Tội ác thế gian cô ta đều có thể sử dụng, mà trong vũ trụ có vô vàn điều ác. Đây là điều đáng sợ nhất khi tự mình mở ra một con đường riêng, sau khi đạt tới đỉnh cao của con đường đó, người có thể giết chết tất cả. Đương nhiên phải đạt tới đỉnh cao, nếu không, đạo của người khác còn mạnh hơn ngươi, người có khả năng bị phản phệ. Phạn Chiêu Đế từng bước đi về phía xa. Ở cuối tầm mắt của cô ta có một cánh cửa đá cao ngàn trượng đứng sừng sững. Yêu tổ Man Hoang đi theo Phạn Chiêu Đế tới trước cánh cửa trăm trượng kia, đột nhiên một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tụ lại trong đất trời. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên đỉnh đầu hai người đã xuất hiện một pháp ấn màu vàng,
Bên trong pháp ấn màu vàng này ẩn chứa từng luồng sức mạnh chân thánh đáng sợ, sức mạnh chân thánh khủng khiếp vừa xuất hiện, một luồng uy lực chân thánh vô hình lao tới từ phía chân trời. Thấy cảnh này, yêu tổ man hoang nhíu mày, đây là pháp ấn chân thánh. Nhưng vào lúc này, bên trong pháp ấn chân thánh kia có một trụ sấm màu vàng đột nhiên phóng thẳng về phía Phạn Chiêu Đế. Phạn Chiêu Đế thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng phất tay, một luồng huyết mang phóng lên, trong nháy mắt trụ sấm bị đánh vỡ, pháp ấn màu vàng kia lập tức biến thành hư vô. Yêu tổ man hoang nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, trong lòng hoảng sợ. Thực lực của người phụ nữ này thật sự quá mạnh, cũng giống như hồi đầu mới gặp chủ nhân bút đại đạo vậy. Nhưng ông ta vẫn nhất quyết không đi theo Phạn Chiêu Đế trước mặt, ban đầu chủ nhân bút đại đạo đó kinh khủng tới cỡ nào chứ? Nói giết chân thánh là giết được luôn, kết quả thì sao, mẹ nó. Cả những người tìm kiếm trật tự và những người không tìm kiếm trật tự đều thật khốn nạn. Rất nhanh, Phạn Chiêu Đế đã tới trước cánh cửa, ngay khi cô ta đang định bước vào, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước cánh cửa. Là một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, khí thế hiên ngang. Trong tay ông ta có một cây quạt xếp, toàn thân tỏa ra sức mạnh pháp tắc chân thánh vô cùng khủng khiếp. Tả Tín. Yêu tổ man hoang nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mắt, vị này chính là thánh tử Bỉ Ngạn đời trước, đồng thời cũng là chân thánh mới nhất được thăng cấp gần đây. Dù ông ta đã bị giam, nhưng vẫn vô cùng hiểu biết về những chuyện ở Bỉ Ngạn giới, dù sao, man hoang cũng có rất nhiều đi theo ông ta. Tả Tín nhìn yêu tổ man hoang. Ngay sau đó nhìn Phạn Chiêu Đế, ngươi tới từ bờ bên kia biển khổ giới sao? Lắm lời. Phạn Chiêu Đế vừa dứt lời, cô ta phất tay áo, một làn sóng máu cuốn về phía hư ảnh Tả Thánh. Đôi mắt Tả Thánh híp lại, đánh ra một quyền, trong chốc lát, ngàn vạn lá phủ văn kim quang cuốn ra, uy lực thánh giả mạnh mẽ bao phủ khắp vũ trụ tinh hà, chấn áp sự dung chuyển kịch liệt của vũ trụ tinh hà, cực kỳ đáng sợ. Nhưng vô số lá phủ văn kim quang kia vừa mới tiếp xúc với làn sóng máu của Phạn Chiêu Đế đã tan ra như tuyết bị mặt trời thiêu đốt. Phá hủy tất cả mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn lá phủ văn kim quang đã hoàn toàn nát bấy. Tay phải của Phạn Chiêu Đế nhẹ nhàng vung lên, uy lực thánh giả tràn ngập trong vũ trụ tinh hà lập tức biến mất. Thấy cảnh này, hai tay yêu tổ man hoang cách đó không xa siết chặt lại, ông ta nhìn Phạn Chiêu Đế, ánh mắt kiêng dè. Tuy Tả Thánh chỉ là một hư ảnh, nhưng đó cũng là hư ảnh của chân thánh. Tiện tay là giết. Ông ta vốn tưởng thực lực của người phụ nữ này có thể chỉ ở cấp chân thánh, nhưng bây giờ nhìn lại, thực lực của người phụ nữ rất có thể đã đạt tới cấp chân thánh đỉnh cao. Phạn Chiêu Đế đột nhiên đi về phía cánh cửa kia, yêu tổ man hoang do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Bây giờ có cho ông ta 10 lá gan, ông ta cũng không dám làm trái ý của người phụ nữ này. Toàn thân cô ta đầy khí lực tà ác, rõ ràng không phải là người tốt. Ngược lại, chủ nhân bút đại đạo kia bình thường hay cười hi hi, lại còn rất thân thiện nhưng lại rất khốn nạn. Yêu tổ man hoang ngừng suy nghĩ, ông ta chậm rãi bước theo sau, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cánh cửa cách đó không xa. Nơi này ông ta chưa từng tới bao giờ, cũng không biết Bỉ Ngạn giới lại có nơi như vậy. Sau cánh cửa này là chỗ nào? Rất nhanh. Phạn Chiêu Đế đã đi tới trước cánh cửa, trên cánh cửa có sức mạnh thánh giả thần bí, nhưng khi Phạn Chiêu Đế tiếp cận, sức mạnh trên cánh cửa kia lập tức bị sức mạnh ác đạo hòa tan rồi biến mất. Ngay lúc này, yêu tổ man hoang đột nhiên nói, người rốt cuộc định làm gì? Phạn Chiêu Đế không nói gì, cô ta chỉ vào bên trong cánh cửa. Yêu tổ man hoang cũng bước vào bên trong, khi thấy rõ ràng thế giới đằng sau cánh cửa, vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Sau khi Phạn Chiêu Đế và yêu tổ man hoang bước qua cánh cửa, ở hệ ngân hà xa xôi, trên núi Phạn Tịnh, chủ nhân bút đại đạo đang quét sân đột nhiên ngừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, một lát sau, ông ta nhẹ giọng nói, thành hay bại nằm ở bước này. Thế giới sau cánh cửa là một không gian sâu thẳm tối tăm, xung quanh tỏa ra một luồng áp lực bi thương. Trước mặt bọn họ có một thềm đá rộng tâm mấy trăm trượng, uốn lượn từ dưới chân bọn họ. Dẫn về phía nơi sâu thẳm trong tinh không cho đến cuối tầm mắt. Thềm đá này có màu đỏ như được tưới máu lên, trông vô cùng kinh khủng. Yêu tổ man hoang nhìn thềm đá đỏ như máu kia, vẻ mặt căng thẳng chưa từng thấy, vì khi ông ta nhìn thấy thềm đá kia, trái tim như bị một bàn tay nào đó siết chặt vậy, cảm giác vô cùng bí bách, hít thở không thông. Phía cuối thềm đá có một tấm bình phong vô hình che chắn. Vẻ mặt yêu tổ man hoang đầy nghi hoặc, đây rốt cuộc là nơi nào?
Nhưng vào lúc này, Phạn Chiêu Đế đột nhiên đi tới thêm đá, khi cô vừa bước lên thêm đá, nó đột nhiên rung lên kịch liệt, tiếp đó, từng ý chí cổ xưa đột nhiên dâng lên từ trên những thêm đá này, sau đó hung hăng cuốn về phía Phạn Chiêu Đế như dòng nước lũ. Vẻ mặt Man Hoang Yêu đột nhiên thay đổi, ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt một cách khó tin, thất thanh nói, đây là ý chí chân thánh. Trên thềm đá có hơn 10 vạn ý chí này. Mỗi một ý chí đều là ý chí chân thánh. Hơn 10.000 luồng ý chí chân thánh. Điều này có thể sao? Yêu tổ Man Hoang nhìn thềm đá trước mắt một cách khó tin, chỉ cảm thấy không thể tin được. Nền văn minh Bỉ Ngạn bây giờ để xuất hiện thêm một vị chân thánh nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khó như lên trời, vậy mà nơi này lại có hơn 10.000 ý chí chân thánh. Đây rốt cuộc là nơi nào? Giờ phút này, đầu óc ông ta ong ong, bị những ý chí chân thánh trước mắt dọa sợ ngây người. Ngay lúc này, Phạn Chiêu Đế trên thềm đá đột nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ấn một cái, vừa ấn, hơn 10.000 ý chí chân thánh đã bị sức mạnh ác đạo của cô ta trấn áp. Thấy cảnh này, con người yêu tổ Man Hoang bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vô cùng, chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái là có thể trấn áp được hơn 10.000 ý chí chân thánh. Phạn Chiêu Đế chậm rãi đi tới cuối thềm đá. Trên thềm đá có hơn 10.000 ý chí chân thánh điên cuồng chống lại Phạn Chiêu Đế, muốn ngăn cản không cho cô ta tiến về phía trước, nhưng không có tác dụng, tất cả chân ý đều bị trấn áp, hoàn toàn không thể nào phản kháng. Yêu tổ Man Hoang hơi do dự, sau đó vội vàng đi theo. Nhưng khi ông ta bước lên thềm đá, ông ta phát hiện, những ý chí chân thánh kia không hề nhắm vào mình, ngược lại còn rất thân cận với ông ta. Điều này khiến ông ta rất khó hiểu. Mặt Phạn Chiêu Đế không cảm xúc, chậm rãi bước lên thềm đá, càng lên cao, ý chí chân thánh lại càng mạnh, nhưng vẫn không thể chống lại ác niệm của cô ta. Yêu tổ Man Hoang theo sau Phạn Chiêu Đế càng đi càng ngạc nhiên, vì ông ta phát hiện, ý chí chân thánh vô cùng kinh khủng, dù chỉ có một luồng ý chí nhưng trong đó cũng ẩn chứa một luồng sức mạnh khủng bố khiến ông ta có cảm giác chấn động. Hơn nữa, trong số đó, một số luồng khí tức cũng khiến ông ta cảm thấy rất quen thuộc. Đây rốt cuộc là nơi nào? Yêu tổ Man Hoang vô cùng thắc mắc. Không bao lâu sau, Phạn Chiêu Đế đã đi tới cuối thềm đá, cô ta chỉ tay một cái, tấm bình phong vô hình che chở lập tức tan ra như giấy gặp nước. Khi tấm bình phong che chắn hoàn toàn tan hết, từng luồng khí tức đáng sợ phả vào mặt, yêu tổ Man Hoang bất ngờ chưa kịp đề phòng lập tức bị những luồng khí tức này bóp nghẹt. Phạn Chiêu Đế nhẹ nhàng vung tay, những luồng khí tức kia đều bị đẩy lùi, yêu tổ Man Hoang thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu. Phạn Chiêu Đế bước qua cánh cửa đá, ở sau lưng cô ta, yêu tổ Man Hoang cũng vội vàng bước vào theo, sau khi ông ta bước qua cánh cửa đá, toàn thân lập tức hóa đá tại chỗ. Trên đỉnh đầu là một tinh không. Ở sâu trong tinh không đó, từng quần tinh cháy bỏng không ngừng rơi xuống chỗ bọn họ, dày đặc chằng chịt như mưa rơi thác đổ, vô cùng vô tận. Ở phía trước quần tinh có một người đàn ông cao lớn đang đứng trên bầu trời, nhìn vũ trụ tinh hà, giữ đám quần tinh. Dùng sức mình chống đỡ quần tinh rơi xuống. Cách đó mấy trăm trượng về phía bên phải có một người đàn ông khôi ngô, dáng người cao lớn như ngọn núi, hai tay cầm búa vung ra trước mặt, mỗi lần búa đập xuống, tỉnh hà sẽ rung chuyển như một trận động đất lớn, phía sau ông ta có một thông đạo thời không dài mấy chục ngàn trượng mà ông ta dùng nắm đấm tạo ra. Thời không này như bị một sức mạnh thần bí nào đó phong ấn, mỗi lần ông ta đấm xuống, thời không trước mặt sẽ chỉ bị phá vỡ một chút. Cách mấy trăm trượng về phía trước có 13 người đứng ở đó, dẫn đầu là một người đàn ông áo đen, chỉ thấy cơ thể người đàn ông thẳng tắp như thương như kiếm, trên tay ông ta cầm kiếm, đứng ngạo nghễ. Chính là chân thánh Hạo Nhiên. Phía trước bọn họ có một thông đạo thần bí, nó trông như một vòng xoáy, nhìn qua không thấy đáy, nhưng từ sâu trong vòng xoáy, những luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. 12 người cứ đứng trông chừng ở đó như những bức tượng. Yêu tổ Man Hoang nhìn cảnh tượng trước mắt mà bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là nơi nào? Phạn Chiêu Đế đột nhiên chậm rãi tiến về phía thông đạo thần bí. Trên tỉnh Hà, người đàn ông cao lớn lấy sức mình chống đỡ quần tinh cúi đầu nhìn Phạn Chiêu Đế, khẽ nhíu mày. Bên kia, người đàn ông khôi ngô điên cuồng đào thời không kia cũng quay đầu nhìn Phạn Chiêu Đế, khẽ nhíu mày. Yêu tổ Man Hoang ngây ngốc chậm rãi đi theo đằng sau Phạn Chiêu Đế. Rất nhanh, Phạn Chiêu Đế đã đến phía bên phải đám người Hạo Nhiên, đám người Hạo Nhiên đồng loạt quay đầu nhìn Phạn Chiêu Đế. Phạn Chiêu Đế không nhìn bọn họ, đi thẳng về phía thông đạo thần bí.
Yêu tổ man hoang đang định đi theo, ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai ông ta, man hoang. Yêu tổ man hoang quay đầu lại nhìn, sau lưng Hạo Nhiên, một ông lão mặc áo vải đang nhìn ông ta, yêu tổ man hoang khó hiểu, nhưng một lát sau, ông ta như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, kinh hãi nói, người là thánh tổ man hoang. Thánh tổ man hoang, vị chân thánh đầu tiên từ trước tới nay của tổ điện man hoang. Thánh tổ man hoang khẽ gật đầu. Yêu tổ man hoang khó hiểu, run giọng nói, lão tổ, tại sao người lại ở chỗ này? Thánh tổ man hoang không trả lời ông ta, mà nhìn Phạn Chiêu Đế đang tiến về phía thông đạo thần bí, thấy Phạn Chiêu Đế cách thông đạo càng ngày càng gần, ông ta nhíu mày, tay phải ông ta chậm rãi siết chặt lại, định ra tay, nhưng Hạo Nhiên dẫn đầu khẽ lắc đầu. Thánh tổ man hoang hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định không ra tay. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Phạn Chiêu Đế đã tới trước thông đạo thần bí, cô ta nhẹ nhàng đưa tay phải lên, thông đạo thần bí lập tức sục sôi, một lát sau, bên trong thông đạo có một giọng nói giả nua truyền tới, mời. Phạn Chiêu Đế lập tức bước vào trong đó. Thấy cảnh này, đám người Hạo Nhiên phía sau đều nhíu mày. Sau khi Phạn Chiêu Đế biến mất, bên cạnh Hạo Nhiên, một ông lão trầm giọng nói, cô gái này thật mạnh. Mọi người đều căng thẳng. Cảm giác áp bức mà người phụ nữ này mang lại thật sự quá kinh khủng. Hạo Nhiên nhìn thông đạo thần bí, không nói gì, ngay lúc này, ông ta như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn nền văn minh bỉ ngạn, ánh mắt kinh ngạc, ngay sau đó, ông ta mỉm cười. Dường như ngay lúc đó, tất cả cường giả trong đất trời đồng loạt nhìn về phía nền văn minh bỉ ngạn, tất cả đều thay đổi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tốt rồi! Lúc này, sau lưng Hạo Nhiên, một người đàn ông tay cầm trường thương đột nhiên cười lớn, nền văn minh bỉ ngạn của ta lại có thêm một vị chân thánh rồi, lại còn là kiếm tu. Chân thánh kiếm tu. Mọi người trong sân đều mỉm cười. Nhiều năm như vậy, nền văn minh bỉ ngạn mới chỉ xuất hiện một vị chân thánh kiếm tu, đó chính là Hạo Nhiên. Những năm gần đây, nếu không có Hạo Nhiên, bọn họ sớm đã không chống đỡ nổi rồi. Bọn họ không ngờ rằng, ở thời đại này lại có thể xuất hiện thêm một vị chân thánh kiếm tu nữa. Điều này khiến bọn họ vừa vui vừa bất ngờ, lại cảm thấy không thể tin nổi. Ha hai đằng xa, người đàn ông khôi ngô cười lớn, vui rồi. Nói xong, ông ta điên cuồng huy động hai tay, từng quyền đập về phía trước, khiến đất trời rung chuyển. Trên bầu trời, người đàn ông cao lớn cũng nở một nụ cười hiếm thấy. Ở thời đại này của nền văn minh bỉ ngạn lại có thể xuất hiện thêm một vị chân thánh, hơn nữa còn là kiếm tu. Điều này đối với bọn họ mà nói thì nó thật sự là một niềm vui bất ngờ. Bên cạnh, yêu tổ man hoang ở tới bên thánh tổ man hoang, vẻ mặt hoài nghi, thánh tổ, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vẻ mặt thánh tổ man hoang phức tạp, nhẹ giọng nói, chiến trường bỉ ngạn. Bên trong tiểu tháp, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều ngừng lại, rốt rít quay đầu sang phải, ở đó, từng luồng kiếm ý không ngừng phóng ra từ thời không thần bí kia. Kiếm ý trật tự. Trong một khoảng thời gian ngắn, kiếm ý đã bao phủ toàn bộ thế giới tiểu tháp. Trừ bản thân kiếm đạo trật tự, bên trong kiếm ý này còn ẩn chứa một luồng sức mạnh mới. Ý chí chân thánh, chân thánh. Khi nhận ra đây là ý chí chân thánh, toàn bộ cường giả nền văn minh bỉ ngạn bên trong tiểu tháp lập tức sôi nổi, tất cả mọi người mừng như điên, rối rít hoan hô. Cách nhiều năm như vậy, nền văn minh bỉ ngạn cuối cùng cũng xuất hiện thêm một vị chân thánh. Hơn nữa còn lại kiếm u chân thánh. Kiếm tu chân thánh. Từ trước tới nay, nền văn minh bỉ ngạn chỉ có đúng một vị xuất hiện. Bây giờ lại có thêm một vị nữa xuất hiện. Ở một nơi nào đó, đại chủ giáo cảm nhận chân thánh kiếm ý tràn ngập trong đất trời, trên khuôn mặt già nua của ông ta nở ra một nụ cười. Chân thánh. Cách nhiều năm như vậy, dưới sự thống trị của ông ta, nền văn minh bỉ ngạn cuối cùng cũng có chân thánh xuất hiện. Ông ta dạy dỗ đúng cách rồi. Trên sách sử của nền văn minh bỉ ngạn sau này, ông ta sẽ để lại một dấu ấn lớn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt đại chủ giáo càng tươi như hoa, rực rỡ, sán lạn. Chân thánh đột nhiên xuất hiện quả thật khiến toàn bộ nền văn minh bỉ ngạn đều rất vui mừng, vô số cường giả nền văn minh bỉ ngạn hưng phấn nhảy cả hoáng hoan hô, đặc biệt là vào lúc nào, dưới tình huống có dị đoan xâm nhập, chân thánh đột nhiên xuất hiện, điều này thật sự khiến người ta phấn chấn. Vào thời khắc này, cũng không còn ai dám hoài nghi thân phận đại thánh tử của Diệp Quân nữa. Ở một thời không đặc biệt,
Diệp Quân đứng giữa đất trời, đôi mắt khép hờ, quanh thân tỏa ra luồng kiếm ý mạnh mẽ, trên đỉnh đầu hắn, vân kiếp không hề biến mất. Không chỉ vậy, sau khi hắn đạt tới chân thánh, luồng sức mạnh kiếp đạo ẩn chứa trong vân kiếp càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ, nó không còn là kiếp bình thường nữa mà là kiếp chân thánh. Vượt qua nó là có thể trở thành chân thánh thật sự, nếu không qua được thì hồn bay phách tán, trả lại tu vi cho đất trời. Dầm. Ngay tại lúc này, vô số lôi kiếp như vũ bão rơi về phía Diệp Quân. Ha ha. Bên dưới, Diệp Quân đột nhiên cười lớn, ngay sau đó hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao nghênh đón kiếp. Trong thông đạo thần bí, Phản Chiêu Đế đi sâu vào trong, không biết đã qua bao lâu, cô ta ngừng lại, cách cô ta không xa có một người đàn ông trung niên áo trắng. Sau lưng ông ta là một tỉnh vực thần bí, trong đó ẩn chứa vô vàn khí tức kinh khủng, tàn bạo. Người đàn ông trung niên nhìn Phản Chiêu Đế trước mặt, ánh mắt bình tĩnh. Phản Chiêu Đế bình tĩnh nói, hợp tác. Người đàn ông trung niên cười khế, người dựa vào cái gì? Phản Chiêu Đế đột nhiên xòe lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt, một luồng ác đạo đáng sợ cuốn ra ngoài, nó không nhằm vào người đàn ông trung niên mà cuốn về phía tinh không thần bí. Khi luồng ác đạo này xuất hiện bên trong tinh không thần bí, trong chốc lát, tinh không thần bí lập tức sục sôi, cùng lúc đó, vô số ác niệm như thủy triều hội tụ lại ở nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ tinh không. Một ý niệm, vạn kiếp khuất phục. Nụ cười của người đàn ông trung niên dần biến mất, vẻ mặt căng thẳng, ông ta yên lặng, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu ông ta ngẩng đầu nhìn Phản Chiêu Đế, hợp tác thế nào? Phản Chiêu Đế thu tay lại, trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả sức mạnh ác đạo biến mất. Phản Chiêu Đế bình tĩnh nói, ta giúp đế tộc của ông có được thuyền bỉ ngạn. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, người muốn có thứ gì? Phản Chiêu Đế chậm rãi nhắm mắt lại, sát ý quanh người không ngừng tuôn ra, giết thanh sam, diệt váy trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.